Tô Mộng Khê phát hiện chồng đang hẹn hò với Tiểu Tam, là cô gái thông minh, cô không hề chạy tới vạch trần mà âm thầm quay lại làm bằng chứng. Sau đó cô đến tìm ông nội của chồng, xin ông đồng ý cho mình ly hôn với anh ta, nào ngờ ông nội lại kịch liệt phản đối. Cháu thật sự không hầu hạ nổi cháu trai ông nữa rồi. Hay là kết thúc giao dịch của chúng ta đi ạ? Lúc trước ông nói 3 năm 20 triệu tệ. Bây giờ đã 2 năm rồi, cháu giảm giá cho ông. Ông trả cháu một nửa thôi là được. Cháu xin ông đấy. Thời hạn 3 năm. Thiếu một ngày, thiếu một giây cũng không được tính là 3 năm, không được. Biết mình không phải đối thủ của hai vệ sĩ, Tô Mộng Khê lại bắt đầu chơi bài tình cảm. Tuy 3 năm trước vì chữa bệnh cho mẹ nuôi nên cô mới bất đắc dĩ đồng ý với tỷ phú làm vợ thế thân cho anh, mà 2 năm qua cô cũng vô cùng tận tâm với nghề, thành công đưa anh ra khỏi trạng thái thất tình. Nhưng giờ đây người trong lòng anh đã về nước, cô cũng không còn lý do gì để ở lại nữa. Dù là vậy, ông nội vẫn không đồng ý. Ông nói gia tộc này chỉ có quá chứ không có chuyện ly hôn. Thấy không thuyết phục được ông, cô quyết định ra tay từ phía chồng mình. Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô sẽ lại mở hòm báu vật ra, ngắm nhìn giang sơn mình tích lũy được, mọi muộn phiền đều tan thành mây khói. Nhưng lúc này, chuông cửa lại bất chợt vang lên. Ai đó? Tô Mộng Khê. Trong 3 giây mà cô không mở cửa, tôi sẽ san bằng nơi này. Sao anh ta lại tới tôi đây? Đang ốm. Sếp Vinh, bây giờ phải làm sao? Trốn đâu bây giờ? Chồng tới rồi đấy hả? Em bị ốm, không dậy nữa nhé. Tô Mộng Khê, bỏ nhà đi. Ly hôn. Lá gan của cô lớn thật đấy. Thật ra là vì em mắc bệnh nan y. Bác sĩ nói em chỉ còn sống được 1 tháng nữa. Vậy nghĩa là cô không muốn thêm phiền cho tôi đúng không? Em vốn định ở bên anh, bầu bạn với anh, chăm sóc anh nốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng em phát hiện Hứa tiểu thư đã về. Không sao, như vậy em cũng có thể yên tâm. Tôi không bảo cô đi mà cô tự giác quá nhỉ, thôi. Không cần giải thích thêm nữa, anh cũng không cần thương hại em, anh đi đi. Không ngờ Vinh Tử Minh lại bước tới bóp cằm Tô Mộng Khê. Vạch trần lời nói dối rõ ràng đang khỏe nhưng vẫn giả bệnh của cô, đồng thời cho cô hai lựa chọn. Tự đi về nhà hay là để anh trói đưa về. Cô định cố gắng lần cuối cùng. Hết lời khuyên bảo chồng hãy đến với người trong lòng của anh đi. Chỉ cần ký tên vào đơn ly hôn nữa thôi là cô sẽ tránh. Nếu anh thực sự cảm thấy áy náy thì bồi thường kinh tế một chút cũng được. Nhưng cuối cùng cô lại bị anh vác lên vai như vác bao tải. Lúc này Hứa Hân Di Mưu Mô cũng đã tới dưới lầu. Nhìn thấy cô ta, Vinh Tử Minh rất bất ngờ. Nhưng anh còn chưa hỏi, cô ta đã cố ý nói mình được Tô Mộng Khê gọi tới đây. Cô ta còn nói là Tô Mộng Khê uy hiếp mình tránh xa anh. Thấy cô định giải thích, cô ta lại nói dối địa chỉ cũng là cô cho cô ta. Tô Mộng Khê, quá đáng rồi đấy, tôi đã nói là tôi không làm, anh không tin tôi hả? Đương nhiên Tử Minh càng tin tôi hơn rồi. Đúng không, Tử Minh? Tô Mộng Khê, nếu cô có gì bất mãn có thể tìm tôi. Không nên tìm Hứa Dạng, wow, hai người mới đúng là một đôi đấy. Đều là loại trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Tô Mộng Khê, cô nói chú ý chừng mực gì? Hai chúng ta đã sắp ly hôn rồi, vậy tôi cũng không cần phải tiếp tục đóng vai thế thân ngoan hiền nghe lời nữa. Sau này, những lời như chú ý chừng mực, anh đừng nói nữa thì hơn. Ly hôn hay không do tôi quyết định, cô không có tư cách quyết định. Sao Tử Minh lại để tâm người phụ nữ này như vậy? Lẽ nào đã yêu cô ta rồi? Em gái, đừng hiểu lầm. Tuy tôi vẫn yêu Tử Minh. Nhưng bây giờ Tử Minh đã có cô. Tôi sẽ không làm tổn thương cô, càng không để Tử Minh làm tổn thương cô. Tử Minh, dù thế nào cũng phải giải quyết xong xuôi chuyện của em gái trước. Rồi mới tới chuyện của chúng ta, nếu không lòng em sẽ bất an lắm. Thằng tồi, nếu không đòi tiền lãi từ anh. Bà đây sẽ không họ Tô, nếu chị đã không muốn làm tổn thương tôi. Vậy bù đắp bằng tiền đi. Dù sao trước đây tôi lấy anh ta cũng là vì tiền. Cô nói gì? Trước đây vì tiền nên tôi mới lấy anh, đương nhiên cũng sẽ vì tiền mà rời khỏi anh không chút nghi ngại. Anh yên tâm, chỉ cần anh đưa cho tôi đủ tiền, tôi sẽ không mặt dày bám giết. Được. Vậy em gái muốn bao nhiêu tiền? 50 triệu tệ, cô đã hài lòng chưa? 50 triệu tệ. Hài lòng chứ, đương nhiên hài lòng rồi. Vậy anh có hài lòng về kỹ năng diễn xuất của tôi trong 2 năm qua không? Ý cô là? 2 năm qua cô chưa từng yêu tôi ư? Tôi chưa bao giờ có 1 giây 1 phút nào yêu anh cả. Đánh giá 5 sao. Diễn xuất thần sầu. Cô không nói tôi cũng không nhận ra đấy.
Cảm ơn đã đánh giá tốt, vậy tôi cũng chúc anh và Hứa tiểu thư. Đầu bạc răng long, chân năm hòa hợp. Sớm sinh quý tử nhé. Kỹ năng diễn xuất của mình đúng là quá thần sầu. Lấy được bao nhiêu tiền thế này? Không lấy tiền từ ông Vinh cũng vẫn đủ. Tử Minh, loại đào mỏ như cô ta, không có càng tốt. Anh đừng buồn nữa. Chỉ là một người phụ nữ bỏ tiền ra mua về thôi. Có gì phải buồn đâu. Đúng là nực cười. Anh biết vậy là tốt rồi. Chỉ có em là thật lòng yêu anh thôi. Vậy sao trước đây em lại rời bỏ anh? Em bị bố mẹ ép ra nước ngoài du học. Em không muốn rời xa anh, em nói dối. Đâu có, em không muốn nói thì thôi, anh cũng không ép em, nhưng hai năm nay em thay đổi nhiều đấy. Thay đổi? Tử Minh, mặt em vẫn giống trước đây mà. Không phải tướng mạo, là... Tử Minh, anh cũng không biết hai năm nay em đã gặp phải chuyện gì, khi nào muốn nói thì có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào. Anh còn có việc, đi trước đây. Tốn bao công sức mới phẫu thuật được thành Hứa Dạng. Tô Mộng Khê, dù cô có phải Hứa Dạng hay không, đều không được dành với tôi. Alo, giúp tôi xử Tô Mộng Khê. Sếp Vinh, phu nhân vẫn không chịu về nhà với anh à, đừng nhắc đến cô ta với tôi. Kẻ lừa đảo ham tài ham sắc. Cái gì mà yêu tôi tới chết đi sống lại? Tất cả đều là diễn, hả? Sao có thể thế được? Phu nhân rất yêu anh mà. Anh không biết đó thôi. Lần trước chuyến bay của anh có vấn đề. Phu nhân bất chấp tất cả chạy đến sân bay, còn không cả đi giày, lòng bàn chân đầy vết thương. Sao tôi không nghe nói chuyện này? Bởi vì là tự phu nhân đặt nhầm chuyến bay. Sợ anh nói cô ấy ngốc nên không cho tôi nói với anh. Phu nhân yêu anh như thế, sao có thể ly hôn được? Chắc chắn là sếp lại soi mói cô ấy rồi. Tôi soi mói cô ấy bao giờ? Anh soi mói cô ấy không ít đâu. Bình thường anh không phạt cô ấy thì cũng trách móc đủ điều. Lúc nào cô ấy cũng phải làm việc dựa trên sắc mặt của anh. Tôi thấy còn thương nữa là, xem ra rời xa tôi cũng là một cách giải thoát đối với cô ấy. Chắc chắn bây giờ phu nhân đang gắng gượng lắm đây. Chắc hẳn bây giờ cơm không ăn, nước cũng không uống đâu. Vậy ư, tôi cũng muốn xem bây giờ cô ấy sống thế nào. Nhớ thì nói là nhớ, còn phải tìm cớ trẻ con thế này nữa. Cho tôi vào danh sách đen rồi. Alo Tô Nhiễm, chị có mua ít đồ. Lát nữa tới thăm em và dì tôi nhé. Vậy hai mẹ con, nay các anh làm gì đấy? Cô em trông ngon đấy. Anh làm gì hả? Thả tôi ra. Xin anh em chúng tôi đi. Cứu với. Khuôn mặt này của cô khiến người ta nhìn thấy là ghét. Tôi rạch mặt cô nhé. Được không? Tôi xin các cô đấy. Các cô đừng động vào tôi. Các cô bắt tôi tới đây vì tiền đúng không? Chồng tôi là Vinh Tử Minh. Anh ấy có rất nhiều tiền. Các cô đến tìm anh ấy đi. Cô tự tin anh ấy sẽ bỏ tiền ra chụp cô đến vậy à? Không phải. Ý tôi là, anh ấy đáng giá hơn tôi nhiều. Các cô đi tìm anh ấy, bắt anh ấy tới đây đi. Sao cơ anh ấy là tỷ phú Vinh Thành đó? Bạn gái anh ấy là thiên kim nhà họ Hứa. Các cô bắt cả hai người họ tới đây. Tôi lừa giúp các cô. Như vậy các cô sẽ kiếm được gấp đôi mà. Tôi xin các cô đấy. Sao lại có người vợ như cô chứ? Bán đứng chồng của mình. Vợ chồng vốn là chim trong rừng. Gặp nạn cũng mạnh ai đứa đấy sống. Cô. Cô thật sự không yêu anh ấy ư? Chết đến nơi rồi còn yêu với không yêu cái gì? Cô tha cho tôi đi. Thật sự không ngờ Tử Minh lại tìm người vợ ích kỷ thế này về làm vợ. Lại đây. Liếm sạch đế giày cho tôi. Tôi sẽ thả cô đi. Tô Nhiễm, sao em lại tới đây? Chắc chắn là Tô Mộng Khê chết vì sĩ diện, nên mới bảo Tô Nhiễm tới đây xin thay. Anh rể. Chị em gặp chuyện rồi. Sao cơ? Giúp tôi liếm giày cho sạch. Tôi sẽ tha cho cô. Liếm đi. Không phải vì sống sót, chuyện gì cô cũng làm sao. Này cô. Cô dám cắn tôi sao? Cô làm gì? Làm gì vậy? Người đâu cứu tôi với?
Này buông tôi ra. Con đàn bà đáng chết. Xem tôi có cào rách mặt cô không. Người đâu? Cứu mạng cứu tôi với. Người đâu? Cứu mạng. Cô chính là cái loại bám víu lấy đàn ông. Loại người như cô đến sống cũng không xứng. Ai thèm đến cứu cô chứ? Lên đi đốt cô ta cho tôi. Các người làm gì vậy? Này các người muốn làm gì? Xuống hoàng tuyền mà khóc đi. Cái gì? Tử Minh là của một mình tôi. Hủy đi khuôn mặt này. Chỉ còn mình tôi có khuôn mặt này thôi. Mau trốn đi. Tử Minh. Tô Mộng Khê, cô đừng động đậy. Ây ra, sếp Vinh. Không được vào, quá nguy hiểm. Bảo vệ sếp Vinh và phu nhân. Tô Mộng Khê à. Mộng Khê à, cô đừng ngủ. Mộng Khê, chúng ta còn chưa làm xong thủ tục, cô là phu nhân của tôi. Tôi nói chuyện cô phải nghe, cô hiểu không? Mộng Khê, Mộng Khê, Mộng Khê. Mộng Khê. Tôi không cho cô ngủ. Cô không được ngủ. Cứu người đi, mau lên. Mộng Khê, Mộng Khê. Chẳng qua cô ta chỉ có vài phần giống Hứa Dạng, đã khiến anh điên cuồng như vậy rồi. Nhưng tôi có khuôn mặt y chang Hứa Dạng, sao anh lại không muốn tiếp nhận tôi? Vinh Tử Minh, tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi. Mộng Khê, cô đừng xảy ra chuyện. Mộng Khê à, nếu cô mà bị làm sao tôi, anh làm sao cơ? Cô tỉnh rồi à? Giúp một tay coi. À. Không có tầm nhìn gì hết. Cô nói gì cơ? Tôi nói. Sếp Vinh anh nhiều việc bận. Không cần ở đây với tôi đâu. Sao như vậy được? Bây giờ cô vẫn là phu nhân của tôi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Mình nói mà người xông vào lửa cứu mình, không phải anh ta. Chỉ là mình mơ mộng thôi. Anh yên tâm, cho dù tôi có xảy ra chuyện thật, có biến thành quỷ, tôi cũng không ám anh đâu. Tôi chỉ tự trách bản thân xui xẻo. Tô Mộng Khê à, cô lại không biết điều rồi. Tôi nói sai gì sao? Thái độ cô không tốt, ngữ khí không đúng. Bạch Nguyệt Quang của anh quay về rồi, anh còn muốn tôi diễn gì nữa? Không lẽ anh thích tôi rồi đấy chứ? Nếu như vậy, anh muốn tiếp tục thuê tôi, anh ra giá đi thì tôi còn suy nghĩ lại. Tử Minh, em đến đây làm gì? Em nghe nói cô Tô xảy ra chuyện. Dù sao, cô ấy cũng thay em ở bên anh lâu như vậy, em đến đây thăm cô ấy một lát. Nếu không anh Tử Minh sẽ rất đau lòng. Có điều, khuôn mặt này trông giống em thật đấy. Giống sao? Ừm. Hay cho một ả trà xanh. Diễn xuất tốt thật đấy. Có khuôn mặt của em ở đây, mặt cô ấy hết tác dụng. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều. Tên khốn này, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang thì liền nịnh nọt. Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ này, có vẻ như cô đã ổn rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sếp Vinh à, sếp Vinh, đã điều tra ra hai tên bắt cóc đó rồi. Đã điều tra ra hai tên bắt cóc đó rồi. Là người hầu nhà họ Hứa, người hầu nhà họ Hứa. Tại sao người nhà họ Hứa lại? Có khi nào là vì phu nhân cản đường cô Hứa, nên họ giúp con gái giải quyết chướng ngại? Bác trai, bác gái không phải là người như vậy, chuyện này có vấn đề, có khi nào là cô Hứa không? Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm sâu đậm. Tôi khuyên cô mau chóng rời đi đi. Tình cảm sâu đậm sao? Ừm.
Thế sao anh ấy vẫn chưa cưới cô? Đó là vì anh ấy muốn lạt mềm buộc chặt. Anh ấy muốn tôi dỗ dành anh ấy. Vậy cô mau dỗ anh ta đi. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không phá hai người đâu. Tôi vô cùng ủng hộ cô. Tô Mộng Khê, cô làm vậy là đang sỉ nhục tôi. Cô là hạ nhân thấp kém. Cô có tư cách gì mà cướp anh ấy với tôi? Tôi đâu có cướp đâu. Tôi tặng cho cô. Dù sao tên khốn đó, tôi cũng không thèm. Có điều cô phải mau chóng khuyên anh ta ly hôn với tôi. Anh ta cứ không chịu ký và đơn ly hôn, thế thì sao cô cướp được chính thất chứ? Tô Mộng Khê à, cô muốn rời xa tôi đến vậy sao? Tô Mộng Khê à, cô đúng là kiêu ngạo. Tôi phải dạy dỗ cô mới được. Lúc nãy anh ta ở sao đây? Sao cô lại không giao ai với tôi? Bây giờ cô làm vậy làm gì? Rắc rưởi. Mũi của mình. Sao nào, phẫu thuật thẩm mỹ à? Mũi giả à, phẫu thuật rồi sao? Tốn bao nhiêu? Sao lại phẫu thuật thành như vậy? Tôi không phẫu thuật. Tôi hoàn toàn tự nhiên. Ồ, mắt cũng là giả à? Mắt bên kia có thẹo kìa. Tô Mộng Khê, cô có bệnh không? Kiểm tra phòng. Cô đợi đó cho tôi. Chờ cô đó. Còn tưởng Bạch Nguyệt Quang của Vinh Tử Minh là người tốt đẹp đến thế nào? Kết quả cũng là loại trà xanh hai mặt. Tình địch à? Cô trông xinh hơn cô ta nhiều. Nếu như chồng cô mà chọn cô ta, anh ta đúng là mù mắt. Vậy thì có ích gì chứ? Người ta thích vậy, cũng không phải tôi. Ông ơi, cháu muốn ly hôn với Tô Mộng Khê. Ông nội à, cháu muốn ly hôn với Tô Mộng Khê. Không được. Không đủ 3 năm không được ly hôn. Cháu không hiểu. Sao ông cứ bắt cháu phải kết hôn với Tô Mộng Khê 3 năm? Ông có lý do của ông. Ông hoàn toàn không biết Tô Mộng Khê đó. Cô ta vẫn luôn lừa dối cháu. Cô ta diễn kịch trước mặt cháu, khiến cháu nghĩ cô ta yêu cháu. Nhưng sự thật là cô ta không hề thích cháu. Vậy nên cháu giận nên muốn ly hôn. Không phải là vì Bạch Nguyệt Quang quay về rồi sao? Đó là hai chuyện khác nhau. Tô Mộng Khê là Tô Mộng Khê, Hứa Dạng là Hứa Dạng. Có mới nơi cũ, cháu được đấy. Ông biết mà, cháu không phải người có mới nơi cũ. Ý ông nội là cháu thích Tô Mộng Khê chính là thích mới đó. Buông bỏ Hứa Dạng là bỏ đi cái cũ. Cháu là đứa trẻ tốt. Cháu không quên Hứa Dạng. Cháu cứ nghĩ sau khi cháu nhìn thấy Dạng Dạng, cháu sẽ lập tức quay lại ở bên cô ấy. Những cháu không biết tại sao, Hứa Dạng của bây giờ làm cháu cảm thấy có chút không quen. Cảm giác cô ấy không còn như xưa. Bỏ đi, sau 3 năm, cháu sẽ ly hôn với Tô Mộng Khê. Này nhóc con, cháu đừng vội đưa ra kết luận. Cháu nên dùng tâm để quan sát. Mộng Khê là đứa trẻ tốt. Cháu tin mắt nhìn người của ông đi. Quan sát. Quan sát thôi. Dựa vào đâu mà cô lại có gia thế tốt như vậy? Có bạn trai tốt như vậy? Còn tôi chỉ có thể là con của người mẹ nghèo hèn, làm việc cho cô. Không công bằng. Không công bằng. Cô muốn làm gì? Tôi muốn hủy hoại cô. Tôi muốn hủy hoại cô. Tôi muốn hủy hoại cô. Tôi sẽ cướp đi mọi thứ của cô. Đừng mà. Đừng mà. Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ. Bác sĩ. Hình như tôi nhớ ra được chuyện trước đây rồi. Nhớ ra gì cơ? Trước đây tôi từng mất trí nhớ, từng bị bỏng. Hình như tôi mơ thấy chuyện năm xưa. Cô mơ thấy gì cơ? Có một cô gái, cô ta xấu lắm. Cô ta muốn thiêu chết tôi. Lẽ nào 3 năm trước, trận hỏa hoạn đó không phải tai nạn? Vậy, cô gái đó. Giọng cô ta rất quen thuộc. Tôi cảm thấy hình như xuống hoàng tuyền mà khóc đi. Tô Mộng Khê, cô đúng là kiêu ngạo. Tôi phải dạy lại cô. Hình như cô đừng nghĩ quá nhiều.
có thể đó không phải chuyện trước đây, có thể chỉ là ác mộng. Tôi có nhiều bệnh nhân mất trí nhớ. Đều nói bản thân nhớ lại điều gì đó, nhưng thực tế đều là ảo ảnh. Là như vậy sao? Tin tôi đi, tôi là bác sĩ. Cô dậy đi lại chút đi, đừng cứ nằm mãi. Ừm. Là giọng của Hứa Hân Di. Mình không hề nghe lầm, nhưng cô ta có quan hệ gì với mình? Cẩn thận Cô ấy là vợ tôi, cẩn thận tay của anh. Ở bên cô ấy điều mà người làm chồng như anh nên làm, anh không làm được, còn không cho tôi làm. Vợ tôi cần gì, tự cô ấy nói với tôi. Không đến lượt anh tự quyết, anh từng nghĩ cô ấy muốn gì chưa? Hàn Phi, anh rất thích quan tâm vợ người khác nhỉ? Anh nói chuyện tôn trọng vào. Này đừng mà. Tôn trọng chỉ dành cho con người, đối với lại, chó dòng ngó xương người khác mà nói, không đáng được tôn trọng. Buông tôi xuống. Ngày nào tôi chưa ký tên vào đơn ly hôn, cô vẫn là vợ tôi, phải làm tròn đạo vậy làm anh vợ. Mau ký đi. Tô Mộc Khê, bây giờ cô nói chuyện với tôi càng ngày càng khó chịu. Bởi vì bây giờ tôi muốn cắt đứt triệt để với anh, nên tôi không muốn diễn nữa, 3 năm lấy nhau, cô không muốn cũng phải diễn cho ra. Hóa ra là vì thỏa thuận 3 năm đó. Diễn tiếp à? Tôi diễn anh có trả tiền không? Bây giờ giá của tôi thay đổi rồi, giá cao hơn rồi. Nếu anh muốn tiếp tục thuê tôi, anh phải trả giá lại. Tăng giá rồi à? Có thứ gì của cô không phải tôi mua? Còn dám mở mồm đòi tăng giá? Tôi dùng năng lực của tôi kiếm được mà. Anh sẵn lòng đưa tôi, đó là công nhận năng lực của tôi. Anh làm cái quái gì vậy? Bộ dạng cô nói chuyện bây giờ mạnh mẽ hùng hồn quá nhỉ. Bộ dạng cô nói chuyện bây giờ mạnh mẽ hùng hồn quá nhỉ. Anh làm tôi đau rồi. Mặt tôi làm đó. Anh bóp hỏng tôi phải đi làm lại đó. Làm sao? Cô có ý gì? Phẫu thuật thẩm mỹ đó. Trước đây tôi xảy ra chuyện, khiến cả khuôn mặt bị hủy. Cô thẩm mỹ rồi à? Sao trước đây không nghe cô nói? Trước đây anh đâu có hỏi tôi đâu. Trong mắt anh chỉ có mình Bạch Nguyệt Quang, anh có quan tâm tôi sao? Tôi hỏi anh. Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? 20. 26. Cút đi, anh cút đi. Tôi muốn ly hôn với anh, tôi thấy cô bị thương rồi, nên mới không tính toán với cô. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có được voi đòi tiên, tôi không đồng ý, không ly hôn được. Cái gì? Anh không yêu tôi, anh cũng không chịu tha cho tôi, sao trên đời này lại có loại người như anh? Thẻ siêu đen cấp VIP Pro. Tiếp tục làm Vinh phu nhân, làm vợ tôi, cô thấy được chưa? Tôi không. Quẹt sao cũng được. Rõ ràng biết mình là đứa lừa đảo vẫn không cho mình rời đi. Anh ta không nỡ mình sao? Vậy tôi sẽ miễn cưỡng. Nhận lấy tấm thẻ vậy. Cô đúng là yêu tiền của tôi mà. Sao lại thế chứ? Chồng ơi, em yêu anh mà. Em rất là muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi mà. Đừng có diễn nữa. Lật mặt nhanh thật đấy. Mỗi ngày em đều sẽ nấu bữa sáng cho anh mà. Lúc anh nghĩ em sẽ đắp chăn kỹ lại cho anh. Anh thích ăn gì không thích ăn gì, em đều sẽ nhớ rõ. Hơn nữa lúc anh bị bệnh, em sẽ thức nguyên đêm chăm sóc anh. Sao em có thể chỉ yêu tiền của anh chứ? Tất nhiên là yêu tiền của anh. Với con người anh rồi. Sếp Vinh, Mộng Khê. Cô không sao chứ Mộng Khê, cô có phải bị ngốc không? Cô muốn chết hả? Nhưng anh bị thương tôi sẽ sót. Một người không có cách nào đứng trước cái chết mà vẫn giả vờ giống như vậy được. Chắc cô ấy không hoàn toàn giả vờ đâu nhỉ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hơn nữa ở bên cạnh anh ta có lẽ sẽ có cơ hội biết được nội tình của Hứa Hân Di, nói không chừng có thể biết được thân thế của mình. Nghĩ cái gì vậy, em đang nghĩ. Chồng của em, sao lại đẹp trai đến thế này chứ? Chị gái. Anh rể. Anh cũng ở đây hả? Công ty tôi còn có việc, tôi phải đến công ty đây. Tô Nhiễm. Canh cá, còn nóng mau uống. Em làm gì sợ anh ta dữ vậy? Cảm thấy anh ta rất hung dữ. Đối với chị cũng không tốt. Chị, tiền chữa bệnh của mẹ em đủ rồi.
chị đừng ở bên cạnh anh ta nữa được không? Tìm một người đàn ông yêu chị để sống cuộc sống bình đẳng cũng không tệ mà phải không? Có tiền mà không kiếm đó là đồ ngu. Tấm thẻ này là lần trước anh ta đưa chị, trong thẻ có 50 triệu tệ lần trước anh ta cho. Không phải quay lại rồi sao? Chị sợ ngày nào đó đầu anh ta lại bị chạm dây đòi lại cái thẻ này. Bây giờ phải nhanh chóng xài hết tiền trong thẻ. Nhiều tiền như vậy, em tiêu sao cho hết? Vậy thì đem tiêu cho những người cần nó đi. Những bệnh nhân cần tiền điều trị giống với dì Tô ấy. Được. Còn về cái thẻ này. Cảm giác tiêu tiền thật là sảng khoái. Đúng, đúng, đúng. Hàng giới hạn. Chị mới xuất viện từ từ thôi. Tô Mộng Khê, cô đang làm cái gì vậy? Quẹt thẻ để báo thù hả? Tô Mộng Khê, cô đang làm gì vậy? Quẹt thẻ để báo thù hả? Alo chồng. Anh nói gì vậy? Người ta đang mua đồ vest và cà vạt cho anh đây. Anh xem anh đi, đã bao lâu rồi anh chưa mua đồ mới cho mình rồi. Kiếm tiền thì cũng để tiêu chứ có đúng không? Được rồi, cô cũng mua cho mình đi. Mua cho mình đi. Sếp Vinh điều tra ra người bắt cóc phu nhân rồi, là do cô Hứa sắp xếp. Cái gì? Sao cô ấy lại làm như vậy? Lẽ nào cô Hứa muốn giết chết phu nhân? Hứa Dạng không phải không biết. Tô Mộng Khê căn bản không uy hiếp được gì cô ta, vậy cô ta hà tất gì phải làm chuyện dư thừa? Đương nhiên là nhìn ra anh có cảm tình với phu nhân rồi. Chỉ có mình anh không nhận ra. Cậu nói cái gì? Không có gì, tôi đi làm việc đây. Em mau nhìn xem còn thích cái gì nữa. Nhà quê lên tỉnh à? Giống như chưa từng được nhìn thấy đồ đẹp vậy, cái gì cũng thử lên người. Lấy trộm tiền của Tử Minh chứ gì? Tôi tiêu tiền của chồng tôi, sao có thể gọi là trộm? Tôi muốn bao nhiêu anh ấy cũng đều cho tôi. Cô và Tử Minh không phải đã ly hôn rồi sao? Không, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhìn đi. Đây là cái gì? Thẻ đen không giới hạn. Đúng rồi, cô thật sự đã lấy trộm tiền của Tử Minh. Nhân viên cô ta là kẻ trộm, các người không thể để cô ta ở đây. Nếu không xảy ra chuyện gì, các người chịu trách nổi không? Cô ta là kẻ trộm, các người không được bán đồ cho cô ta. Nếu mất đồ gì các người đền nổi không? Nói chuyện tôn trọng một chút, tôi và Vinh Tử Minh là vợ chồng, đây là thẻ của anh ấy, là tài sản chung của vợ chồng. Kết hôn vội mà cũng đòi tài sản chung, cô và Tử Minh chẳng qua chỉ là hôn nhân thỏa thuận. Trước khi kết hôn đã ký hợp đồng tài sản. Cô quên rồi à? Cô ta đến chuyện này cũng biết. Vinh Tử Minh đúng thật là không giấu giếm gì cô ta cả. Cô đấy, chẳng qua là người hầu phục vụ người khác thôi. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy, cô tự soi gương xem lại mặt của mình đi. Nếu không phải cô có vài phần giống tôi, cô đến nâng giày cho tôi cũng không xứng. Con người cô sao có thể ăn nói như vậy chứ? Cô là cái thá gì? Cô dám chỉ tay vào mặt tôi. Cô, Tô Nhiễm, em không sao chứ Tô Nhiễm, cô điên à, sao cô lại đánh người chứ? Cô đừng cản tôi, bị tôi đánh là vinh hạnh của cô. Tôi là thiên kim nhà họ Hứa. Tôi khinh, cô mà là thiên kim. Loại đanh đá như cô sao có thể là thiên kim được, hôm nay tôi phải. Tôi nói cô biết, cô chẳng qua là thứ hạ tiện đi lấy trộm đồ người khác. Cô đến lau giày cho tôi cũng không xứng, cô có tư cách gì để nói chuyện như vậy với tôi? Xem tôi có đánh nát mặt cô không? Giọng của cô ta. Con đàn bà đáng chết nhà cô. Xem tôi có rạch nát mặt cô không? Thì ra là cô ta bắt cóc mình, để tôi xem các người đã mua cái gì rồi. Hứa Dạng, Tử Minh, sao anh lại đến đây? Đương nhiên đến mua sắm với tôi rồi. Tử Minh, không phải hai người đã ly hôn rồi sao? Vẫn chưa. Con đàn bà này đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Tử Minh? Mình phải mau chóng đuổi cô ta đi. Tử Minh, ngày mai là sinh nhật em. Không phải anh nói sẽ đón sinh nhật với em sao? Trước đây lúc em tổ chức sinh nhật, anh cũng đều ở bên cạnh em. Anh. Được. Ngày mai cũng là sinh nhật của em. Sinh nhật của cô. Không phải cô là cô Nhi à? Cô Nhi thì sao? Cô chỉ đã không có bố mẹ rồi, lẽ nào không được tổ chức sinh nhật? Vậy thì em thảm quá rồi. Cô Nhi thì làm gì có sinh nhật? Tử Minh rõ ràng là sinh nhật của em. Cô Nhi sao lại không thể có sinh nhật? Cô Nhi là không có sinh nhật. Anh hỏi Tô Nhiễm đi. Đúng, đúng, đúng. Được rồi. Đừng cãi nữa. Tử Minh, vậy ngày mai anh sẽ đến bên ai? Vậy ngày mai anh sẽ đến với ai?
Chuyện anh đã hứa sẽ không nuốt lời. Nếu như anh biết là Hứa Hân Di muốn giết tôi, anh sẽ vẫn chọn cô ta không? Chị đừng buồn. Chị đâu có buồn. Ngược lại chị muốn vạch trần bộ mặt ác độc này của cô ta. Chị phải để cô ta buồn. Tử Minh, cái này cũng khá đẹp. Mộng Khê rất thích mấy kiểu trang sức như này. Gói cái này lại cho tôi. Lẽ nào là mua cho con khốn kia? Tử Minh, lúc nãy em thấy em Mộng Khê mua sắm rất nhiều đồ. Đều rất đắt tiền. Chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Em tự đi mua sắm đi, công ty có việc anh đi trước đây. Tử Minh, siêu thị này đều là của anh. Thích cái gì thì cứ ghi nợ cho anh. Phu nhân đâu? Phu nhân về nhà mẹ đẻ rồi. Về nhà mẹ rồi. Có nói về làm gì không? Cô ấy nói có chuyện rất quan trọng phải trở về. Lại tức giận nữa rồi sao? Đúng là ngày càng to gan rồi. Mặc kệ cô ta. Có được chứng cứ các người ngoại tình rồi, tôi sẽ tố cáo với Vinh lão gia. Xem Vinh lão gia xử lý anh thế nào. Thực ra hai năm nay trong lòng em chỉ có mình anh. Em biết anh cũng không có quên em, đúng không? Anh muốn biết năm đó tại sao em lại không từ mà biệt. Còn nữa, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì? Em bị bố mẹ ép. Anh muốn nghe em nói sự thật. Đồ ăn lên rồi. Không phải anh nói hôm đó sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho em sao? Anh tặng em đi. Là nhẫn. Tử Minh, anh đang muốn cầu hôn em sao? Là nhẫn. Tử Minh, anh đang muốn cầu hôn em sao? Vinh Tử Minh cầu hôn cô ta rồi. Anh ta muốn sau khi ly hôn với mình là liền cưới vợ mới. Đàn ông chó đúng là tồi. Sao mình lại khóc? Loại đàn ông này không xứng đáng. Chị, đồ đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đến nhà họ Hứa sao? Chị phải xem thử loại phụ nữ ác độc này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Kích thước không vừa. Đây là nhẫn anh mua cho em vào 3 năm trước để chuẩn bị cầu hôn. Chắc là 2 năm nay em đã gầy đi nhiều rồi. Kích thước không vừa thì đừng đeo nữa. Không sao, kích thước không vừa, em có thể đi đổi. Tử Minh, em đồng ý cầu hôn của anh. Cô là giao hàng. Mời cô Hứa ký nhận. Tiểu thư nhà chúng tôi không ở nhà. Cô giao hàng gì vậy? Chậu cây. Vậy cô đem vào trong đi. Phòng của cô Hứa Dạng nằm ở lầu mấy? Ở lầu trên. Hứa Hạng, giữa cô và tôi rốt cuộc có bí mật gì? Ai gõ cửa vậy? Phu nhân, là người giao hàng. Hàng đại tiểu thư mua đến rồi. Vậy cô đi trông chừng đi. Cô làm gì vậy? À, cái đó. Không có công cụ. Đúng lúc nhìn thấy cái kéo. Để bỏ đi rồi đi. À, vậy không được. Loại cây cảnh này rất là đắt. Quá trình vận chuyển vẫn chưa có bón dinh dưỡng cho cây. Vậy nên tôi phải bón một ít dinh dưỡng cho nó. Hơn nữa, tôi còn phải dựa theo không khí, nhiệt độ và độ ẩm của căn phòng để hướng dẫn các người cách chăm sóc. Phức tạp tới vậy, mau lên đi. Các người có nước không? Tôi hơi khát. Phiền phức quá, đợi chút. Ông nói tính tình của Dạng Dạng bây giờ đúng là quá khác thường. Hôm qua còn chê gì dọn dẹp phòng không sạch sẽ, còn trực tiếp đánh người. Đứa trẻ này sau khi gặp phải trận hỏa hoạn của 3 năm trước, giống như biến thành một người khác. Cũng mau hàn phi năm đó, đã cứu nó ra từ đám cháy, còn cho nó ra nước ngoài phẫu thuật.
Thực ra tôi thấy Hàn Phi có tình ý với Dạng Dạng nhà chúng ta, cũng xứng đáng để giao phó, nhưng mà Dạng Dạng chỉ thích Vinh Tử Minh. Vinh Tử Minh là một đứa trẻ tốt, nhưng bây giờ cậu ấy đã kết hôn rồi. Phá hoại gia đình người khác, người làm bố mẹ chúng ta không thể làm được. Không thể làm như vậy. Hỏa hoạn. Hàn Phi, Hỏa hoạn và Hàn Phi. Đi mau lên. Có chút hơi dơ. Dạng Dạng. Bà làm sao vậy? Tôi cảm thấy cô bé kia trông rất giống với Dạng Dạng. Quá giống Dạng Dạng rồi, đặc biệt là đôi mắt. Có phải bà nhìn nhầm rồi không? Không đâu. Sếp Vinh, tìm thấy bác sĩ phẫu thuật cô hứa rồi, là Hàn Phi, Hàn Phi. Chính là bác sĩ điều trị chính của phu nhân, hơn nữa. Tôi cảm thấy Hàn Phi này đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhớ ra một chuyện. Nói mau, trước đây phu nhân có một bảo mẫu rất xấu xí. Cô ta thường lén lút với một người đàn ông kia. Chắc là Hàn Phi rồi. Bảo mẫu. Dạng Dạng vẫn chưa về sao, tiểu thư nhà tôi cùng với phu nhân và lão gia vẫn chưa trở về. Vậy tôi đợi thêm một lát nữa. Tôi thích anh rất lâu rồi. Cô tránh xa tôi ra, nếu như để Dạng Dạng nhìn thấy, tôi có giải thích cũng không nổi. Tôi. Lẽ nào Hứa Dạng là giả? Lẽ nào Hứa Dạng là giả? Ý của anh là Hứa Hân Di không phải là Hứa Dạng. Vậy cô Hứa Dạng thật sự đi đâu rồi? Không phải đã bị trận hỏa hoạn kia thiêu chết rồi chứ? Dạng Dạng. Lẽ nào em thật sự đã giúp tôi điều tra na của Hứa Hân Di? Nếu cô ta không phải Hứa Dạng thì cô ta là ai? Vâng. Được thôi. Tôi phải xem thử Hứa Hân Di đang diễn kịch gì. Trước đây tôi vẫn luôn nhớ nhung cô, nhắn tin cho cô không thấy cô trả lời. Sao hôm nay cô đột nhiên đi ăn với tôi vậy? Bác sĩ Hàn quan tâm tôi tới vậy. Tôi cũng không thể luôn từ chối anh được phải không? Trách nhiệm của bác sĩ là quan tâm bệnh nhân. Chỉ là trách nhiệm của bác sĩ thôi à? Anh tiếp cận tôi có mục đích đúng chứ? Nếu cô đã cảm nhận ra thì rồi. Tôi nói thẳng, tôi thích cô. Nhưng mà tôi có chồng rồi, tôi không ngại. Tôi chỉ cần một tư cách để ở bên cạnh của cô. Anh cho rằng tôi không biết anh tiếp cận tôi là để giúp sức cho Hứa Hân gì à? Hai người các người rốt cuộc đang toan tính cái gì đây? Tôi rất mong đợi đó. Tôi cảm động quá. Chồng của tôi trước nay chưa từng nói với tôi lời này hay làm những việc này. Kia không phải Tô Mộng Khê sao? Kia không phải Tô Mộng Khê sao? Hai người họ sao lại ở cạnh nhau? Lẽ nào? Cô giỏi thật đấy. Là tôi không đủ thỏa mãn cô sao? Tôi chỉ đang làm việc giống như anh thôi. Sao anh làm được còn tôi thì không? Tôi không có gì với cô ấy cả. Đã cầu hôn rồi còn giải thích cái gì? Sao cô lại biết? Anh có quyền chọn người khác. Vậy tôi cũng có quyền chọn người khác, đúng chứ? Tôi cho cô một cơ hội nữa, lập tức đi về với tôi. Nếu tôi không chịu thì sao? Tử Minh, cô ta và bác sĩ Hàn đã cắm sừng anh rồi mà anh còn nhịn được. Sao em biết anh ta họ Hàn? Hôm nay lúc em đến bệnh viện thăm Mộng Khê, vừa mới quen. Hôm nay đặt nhà hàng là cố ý khiến mình nhìn thấy cảnh này. Có điều trước khi điều tra mọi chuyện rõ ràng, không thể để Hứa Hân Di nghi ngờ. Xin lỗi, Dạng Dạng. Đợi anh xử lý xong chuyện nhà, anh sẽ ăn cơm cùng em. Hai chúng ta đã đính hôn rồi. Có phải anh nên cắt đứt với cô ta không? Ông nội anh ta không cho chúng tôi ly hôn. Cho dù cô thích anh ta, cũng chỉ có thể lén lút. Tô Mộng Khê. Anh làm gì vậy, Tử Minh? Mọi chuyện đã như chúng ta mong muốn, đừng lo lắng. Bọn họ sẽ ly hôn nhanh thôi. Anh không thấy vừa nãy cô ta kiêu ngạo thế nào à? Đây không phải kết quả em mong muốn. Vậy em muốn thế nào? Em muốn cô ta hoàn toàn mất hết tư cách ở bên cạnh Tử Minh. Xuống xe. Vâng. Anh thả tôi ra, đau tôi. Tại sao lại ở bên cạnh Hàn Phi đó? Anh cũng không yêu tôi. Anh quan tâm tôi ở bên cạnh. Cô là do tôi bỏ tiền mua về. Cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Đúng. Suýt nữa tôi quên mất anh bỏ tiền mua tôi. Tránh xa Hàn Phi đó một chút, đã nghe chưa? Tôi không. Cô dám đánh tôi vì một người đàn ông mới quen hai ngày? Đúng, mới quen hai ngày thì làm sao? Anh ấy tốt hơn anh nhiều lần,
càng không coi tôi là kẻ thế thân của ai cô cả. Cô không lớn tiếng với tôi. Cô có biết anh ta tiếp cận cô có mục đích không? Tôi biết. Đàn ông tiếp cận phụ nữ đều có mục đích, không phải chỉ vì lên giường sao? Tôi chấp nhận để anh ấy được như ý. Cô đừng ép tôi. Tôi ép anh thì làm sao? Anh có thể ly hôn với tôi sao? Lúc đó không phải anh cầu xin tôi ly hôn sớm một chút, anh nghĩ tôi sợ anh. Anh làm gì? Đóng băng tài khoản của cô ta. Vâng. Xuống xe. Lái xe. Sếp Vinh, phu nhân, cô ấy, mặc kệ cô ta. Để cô ta tự sinh tự diệt. Vâng. Đóng băng thì đóng băng. Dù sao mình cũng kiếm đủ rồi. Alo. Dì tôi làm sao? Cần phẫu thuật. Bệnh nhân đột nhiên xuất huyết não. Cần làm phẫu thuật sọ não. Phẫu thuật xong còn phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Đòi hỏi nhiều chi phí điều trị. Mau chuẩn bị đi. Không phải tôi đã đóng trước rất nhiều tiền rồi sao? Đáng ra phải đủ rồi chứ. Sao lại như vậy? Chị. Hôm qua bố thua cá cược nên đến gây sự. Nói nếu không đưa tiền, sẽ giết mẹ em. Em chỉ có thể đưa tiền cho ông ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Mộng Khê. Sao anh lại đến đây? Vừa nãy anh không yên tâm về em nên đi theo. Anh thấy em vào bệnh viện. Đừng lo lắng. Dì sẽ được cứu. Trong thẻ này có 1 triệu. Em cầm lấy đi. Vậy sao được? Tôi không thể cầm tiền của anh. Nếu em đã chọn tôi, nên xứng đáng với sự lựa chọn của em. Cứu người quan trọng. Được. Sếp Vinh. Người đi theo phu nhân nói với tôi. Phu nhân đã vào bệnh viện. Cô ta làm sao? Phu nhân không sao, là mẹ nuôi của phu nhân. Bà ấy đột nhiên xuất huyết não, cần phải phẫu thuật. Phu nhân không sao là được, nhưng anh đóng băng tài khoản ngân hàng của phu nhân. Chi phí phẫu thuật. Cô ta không có tiền tự khắc đến tìm tôi. Qua đây. Cậu luôn quan tâm đến cô ta, còn tự ý cho người theo dõi cô ta. Có phải không muốn làm nữa? Sếp Vinh, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Cút đi. Xem ra những ngày này mình phải cẩn thận hơn. Tô Nhiễm. Chị đã bán hết trang sức, túi sách. Có lẽ sẽ kéo dài được một thời gian. Chị sẽ tìm một công việc. Chị, em không thể liên lụy chị nữa. Chị cứ mặc kệ mẹ con em đi chị có đi tìm không? Người nhà của chị đi. Vậy sao được? Không có hai người làm sao có chị. Chị không thể không quan tâm hai người. Càng huống hồ. Chị thực sự không biết người thân của chị đang ở đâu. Vậy chị có nhớ gì không? Bố mẹ thì sao? Chị chỉ có bức hình này. Anh có chắc người anh nhìn thấy chính là Tử Minh? Anh chắc chắn. Chính là anh ta. Không thể nào. Lẽ nào Tô Mộng Khê chính là Hứa Dạ? Không phải cô ta đã chết rồi sao? Nhưng cô ta chết, chúng ta cũng không nhìn thấy thi thể của cô ta. Thiêu rụi hết rồi còn nhìn thấy thi thể gì nữa chứ? Cô ta đã chết rồi, cô ta buộc phải chết. Bất kể Tô Mộng Khê có phải là Hứa Dạ hay không, giờ cô ta đã mất trí nhớ, không có gì khác biệt so với người chết. Không được, em mặc kệ. Không phải bây giờ anh đang tìm trợ lý sao? Anh để Tô Mộng Khê làm trợ lý của anh đi, như vậy ở gần sẽ tiện ra tay hơn. Cô ta nói cô ta đã tìm được công việc. Dạng dạng, đến thử trà người hầu mới đến pha đi. Pha rất ngon. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Bây giờ con tên Hứa Hân Di, không phải Hứa Dạng. Tiểu thư. Mời uống trà. Tiểu thư, mời uống trà. Tô Mộng Khê. Cô mau cút ra khỏi nhà tôi, đã nghe chưa? Cô cút đi. Sao cứ hở xíu là tức giận, xúc phạm người làm. Bố dạy con thế nào? Bố, cô ta là người làm cần phải phục vụ con. Con không vui, con mắng chút thì có sao? Nếu cô ta có tiền, cô ta đã làm chủ nhân của con rồi. Bố thật không ngờ, lời này lại phát ra từ miệng con gái bố. Sao bây giờ con lại biến thành như này? Bố có biết cô ta là ai không? Cô ta chính là con khốn cướp Tử Minh của con. Mày câm miệng cho tao. Lão Hứa, ông làm gì vậy? Ông không sao chứ? Sao vậy? Lão Hứa? Lão Hứa, bỏ đi, từ sau khi Dạng Dạng xảy ra tai nạn, tính tình của nó mới thay đổi, nó cũng không phải cố ý, ông so đo với con làm gì? Tôi thực sự đã mở mang tầm mắt. Cô như một kẻ điên nổi trận lôi đình, Vinh Tử Minh biết được cô hay như này không? Không liên quan đến cô mau cút khỏi nhà tôi, cô cút đi. Màn biểu diễn lúc nãy quá đặc sắc. Tôi đã dùng điện thoại quay lại rồi, về cho chồng tôi xem. Cô, tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Hứa Dạng. Cô không những muốn cướp Tử Minh của tôi, còn muốn cướp lại gia đình này, mơ mộng hão huyền. Sếp Vinh, đã có báo cáo ADN của Hứa Hân Di rồi.
quả nhiên cô ta không phải Hứa Dạ. Sếp Vinh, xem ra Hứa tiểu thư mất trong vụ hỏa hoạn 3 năm trước. Có lẽ là Hứa Hân Di sát hại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù thế nào cũng phải tìm được Hứa Dạng cho tôi. Nhưng đã bị thiêu thành lửa rồi. Tôi tìm kiểu gì? Thân phận thực sự của Hứa Hân Di có phải là người bảo mẫu đó? Chuyện này tôi không biết. Có điều, sau khi xảy ra trận hỏa hoạn, Châu Viên Viên liền biến mất. Chuyện này rất khó điều tra. Người phụ nữ điên này giết người đổi mặt, rốt cuộc cô ta có mục đích gì? Rõ như ban ngày, gia thế hào môn và một ông chồng ưu tú như anh. Chẳng trách cô ta ra tay với phu nhân, hóa ra vì cô ta là kẻ giả mạo, cho nên chột dạ, sợ anh sẽ yêu phu nhân. Dạng Dạng không còn nữa. Không thể để Tô Mộng Khê bị hại. Cô bé, vừa nãy con gái bác đã dọa cháu. Bác thay nó xin lỗi cháu. Bác đừng nói như vậy. Con người cháu không bao giờ để bụng lời nói của người ghét cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức để bọn họ thích cháu, không thì trực tiếp chọc tức bọn họ. Cháu nói chuyện rất giống con gái bác, con bé cũng từng nói câu này. Vậy sao? Vậy quá trùng hợp rồi. Cháu làm tiếp đây. Tôi giết cô. Tôi muốn cướp hết mọi thứ của cô. Là người muốn giết mình. Cháu đang nói gì vậy? Cháu xin lỗi bác, cháu làm đừng, sai rồi. Đừng, đừng động. Sẽ đứt tay đó, vỡ cũng vỡ rồi. Hình không sao là được. Bác trai, cháu thắc mắc, tại sao trong nhà không bày bức ảnh nào vậy? Từ sau vụ hỏa hoạn đó, Dạng Dạng rất ghét trong nhà trưng ảnh của nó. Cũng không biết tại sao. Bác trai, người này là ai vậy? Sao cháu chưa bao giờ gặp người này? Vinh thiếu gia, xin chào, tôi đến đón Dạng Dạng. Tiểu thư đang chuẩn bị trên lầu, tôi bảo người làm pha cho cậu ly trà, cậu ngồi đợi một lát. Sau vụ hỏa hoạn, ở đây không còn giống như lúc trước nữa. Mời uống trà. Tô Mộng Khê, sao cô lại ở đây? Tôi đến làm việc. Cô có biết đây là nhà ai không? Biết. Sao vậy? Anh sợ tôi làm gì tổn hại đến người trong lòng của anh. Xin lỗi nhé, tôi không độc ác như cô ta, cũng không làm được những chuyện đó. Tôi sợ cô bị hại. Tử Minh, đợi lâu rồi. Sao cô ta lại làm ở nhà em? Là cô ta tự đến. Sao vậy? Anh đau lòng cô ta làm mấy công việc này sao? Anh yên tâm, nhà em đối với người làm trước giờ rất tốt. Giống như em gái ruột vậy. Tô Mộng Khê, cô muốn làm gì? Tô Mộng Khê, cô làm gì vậy? Xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Cô không hợp với công việc này, mau rời khỏi chỗ này. Đúng vậy em gái, công việc của người hầu phải leo lên leo xuống mỗi ngày. Lỡ như cô bị thương, tôi không nỡ đâu. Cô mau đi đi. Có đi hay không, bố mới là người quyết định. Tô Mộng Khê là do bố chọn. Bố thích cô gái này, ai cũng không được đuổi con bé đi. Bác Hứa, cô ta không thích hợp ở lại đây. Không thích hợp. Cậu cũng không thích hợp ở lại đây. Cậu có thân phận gì? Cậu là đàn ông đã có vợ, không nên dây dưa với Dạng Dạng. Không phải đâu bố, hai người họ là hôn nhân hợp đồng, không có tình yêu. Con câm miệng cho bố, để cậu ta tự nói. Đúng, cháu và phu nhân trước giờ không có tình cảm, trong lòng cháu chỉ có Dạng Dạng. Trong lòng cháu chỉ có Dạng Dạng. Đúng vậy bố, hai ngày nay Tử Minh đang nói chuyện với ông nội anh ấy, chỉ cần ông nội anh ấy để bọn họ ly hôn, tụi con có thể ở bên nhau rồi. Vậy phiền hai người hãy giải quyết với ông nội càng sớm càng tốt. Sớm để tôi ly hôn, để tôi chọn nhà khác. Cô cũng khá vội vàng nhỉ? Đương nhiên vội rồi. Lấy được giấy ly hôn, tôi mới kết hôn được chứ. Tôi đi làm việc. Dạ bác trai, cháu sẽ cố gắng xử lý xong việc gia đình. Cho Dạng Dạng một lời giải thích. Lên xe. Thần kinh. Tô Mộng Khê. Cô đi đâu? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Ngược lại là anh,
Anh lôi kéo tôi như này, để Hứa Hân Di nhìn thấy, vậy thì tiêu rồi. Cô vẫn tức giận chuyện tôi và Hứa Hân Di sao, chuyện này tôi sẽ giải thích với cô sau. Nhưng bây giờ cô buộc phải nghe lời tôi, rời khỏi nhà họ Hứa. Tránh xa Hàn Phi đó, tôi đi đâu, với ai liên quan gì đến anh? Anh có quyền gì yêu cầu tôi? Tôi cho cô tiền được chưa? Bây giờ anh nghĩ chỉ cần cho tôi tiền, bắt tôi làm gì cũng được đúng không? Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, tôi không cần một xu của anh. Tại sao? Vì bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi. Hai người đang quen nhau, đúng. Theo tôi về. Tôi nói cho anh biết. Người nhà cô ấy đang bệnh nặng, lúc cô ấy cần có người ở bên cạnh, là tôi ở bên cô ấy, tôi cho cô ấy 1 triệu. Tại sao phải đi cùng anh? Đúng. Trong lúc tôi cần nhất, anh ấy xuất hiện. Cho nên tôi yêu anh ấy. Không phải chỉ vì tiền sao? 1 triệu mà đã đi cùng anh. Trái tim của cô rẻ mạt vậy sao? Anh nói chuyện dễ nghe chút đi. Theo tôi về. Anh đánh người làm gì? 1 triệu. Tôi không có 1 triệu sao? Cô bán bản thân cho người đàn ông khác. Bán? Đúng. Tôi bán cho anh ta đấy. Anh nghĩ thế nào thì tùy. Tôi không cho phép cô ở bên anh ta. Tại sao? Bởi vì chạm đến lòng tự trọng của anh. Anh không chấp nhận được người mà luôn quỳ lạy anh rời xa anh. Cũng không chấp nhận được việc tôi chọn người khác, bởi vì anh không muốn thừa nhận bản thân kém hơn người khác. Tôi kém hơn anh ta, đúng. Trước nay Hàn Phi chưa từng ép tôi làm những chuyện tôi không thích. Anh ấy không kiêu ngạo như anh, cho rằng tiền có thể mua được tất cả. Anh ấy sẵn sàng dùng tiền giúp tôi, nhưng anh ấy tôn trọng tôi. Tôi thích anh ấy không phải lẽ đương nhiên sao? Anh ta trong lòng cô. Tốt như vậy sao? Đúng, tôi thích anh ấy. Tôi muốn ở cạnh anh ấy. Cô yêu anh ta. Trả lời tôi. Cô để anh ta chạm vào cô rồi. Cô để anh ta chạm vào cô. Đúng. Tôi để anh ấy chạm vào tôi đó. Được. Anh làm gì vậy? Cô vẫn là vợ tôi, lại để người đàn ông khác chạm vào mình. Ai cho cô gan làm vậy? Thả tôi ra. Tỉnh táo chút đi. Đừng rời xa anh. Anh nói gì cơ? Anh yêu em. Anh yêu tôi ư? Dạng dạng. Biết ngay mà. Sao anh ta lại yêu mình được? Dạng dạng. Thế mà mình lại mơ thấy Tô Mộng Khê biến thành Hứa Dạng. Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Tô Mộng Khê đâu rồi? Sếp Vinh, muộn thế này rồi phu nhân còn ra ngoài hả? Cô ấy lại đi rồi hả? Thôi, kệ cô ấy, sếp Vinh. Muộn thế này cậu còn tới đây. Đã điều tra ra thân phận thật của Hứa Hân Di rồi sao? Đúng như anh đoán. Thân phận thật của Hứa Hân Di chính là giúp việc tên Châu Viên Viên ấy. Hơn nữa, bao năm qua, Hàn Phi cũng luôn làm việc giúp cô ta, mục đích là để tiếp cận phu nhân. Tôi nghĩ, đây đều là kế hoạch của họ. Quả nhiên là thế. Vì sao? Anh không giữ phu nhân bên mình. Anh không sợ cô ấy gặp nguy hiểm à? Giữ bên cạnh tôi, Hứa Hân Di sẽ nghi ngờ, như vậy còn nguy hiểm với cô ấy hơn. Cử người để mắt tới cô ấy đi. Vâng. Thông tin với mọi người. Tôi sẽ đính hôn với Hứa Hân Di. Tin hai người họ đính hôn đâu đâu cũng thấy. Anh nghĩ, nếu bọn họ biết Vinh Tử Minh đã kết hôn thì sẽ thế nào? Đúng là tồi. Anh ta không tồi. Không phải em vẫn còn ý nghĩ gì với Vinh Tử Minh đấy chứ? Anh ta là thằng khốn. Anh thật sự rất thích em. Quên anh ta rồi đến với anh đi. Anh thật sự nghĩ rằng 1 triệu tệ đã mua chuộc được trái tim tôi ư? Tôi lừa Vinh Tử Minh thôi. Bây giờ tôi vẫn chưa thích anh. Em rất yêu Vinh Tử Minh à?
Tôi. Đúng là tôi đã yêu anh ta. Nhưng tôi yêu bản thân hơn. Tôi không muốn làm thế thân. Nhưng trong lòng anh em là độc nhất vô nhị. Bác sĩ Hàn. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh. Vì sao anh lại thích tôi đến vậy? Không biết. Có lẽ là duyên phận. Dù trong lòng em chỉ có Vinh Tử Minh, anh cũng sẵn sàng ở bên em mãi mãi, làm cho em bất cứ việc gì. Rốt cuộc Hứa Hân Di đã dùng cách gì? Để Hàn Phi một lòng một dạ trung thành làm việc cho cô ta như thế, thật sự chỉ là tình yêu ư? Người thực sự yêu anh, sẽ không để anh lao mình vào biển lửa. Người ấy sẽ nghĩ mọi cách để được ở bên anh. Uống hết rượu rồi, tôi về đây. Anh đưa em về, không cần. Người của Vinh Tử Minh luôn đi theo cô ta. Không tiện ra tay. Tử Minh không yên tâm về cô ta vậy ư? Thế em sẽ cho cô ta chút bài học. Mộng Khê, lại đây, giúp tôi chọn lễ phục đính hôn đi. Những bộ này. Sáng nay Tử Minh mới gửi tới đây cho tôi đấy. Bộ nào trông cũng đẹp. Chỉ là người không đẹp thôi. Cô ghen tị với tôi đúng không? Nghe nói, 3 năm trước, Tử Minh còn chẳng tổ chức đám cưới cho cô, cũng không công khai, cho nên bây giờ với người ngoài, Tử Minh vẫn còn độc thân. Thế có là gì? Cô với anh ấy chỉ đính hôn thôi, hai người đâu có kết hôn, cô muốn kết hôn. Cũng phải chờ tôi ly hôn với anh ấy trước, cô đừng đắc ý. Tử Minh đã nói sẽ kết hôn với tôi rồi. Sẽ ly hôn với cô sớm thôi. Thế á, bao giờ vậy? Tôi sốt ruột quá. Sốt ruột hả? Muốn được cao chạy xa bay với bác sĩ Hàn đến vậy sao? Xem ra, hai người phát triển rất nhanh. Hai chúng tôi phát triển thế nào? Cô là người biết rõ nhất mà. Cô có ý gì? Tôi nghe bác Hứa nói đôi điều. Về chuyện của cô với Hàn Phi. Anh ta đúng là nặng tình với cô. Nhưng tôi rất tò mò. Trước đây Hàn Phi thích giúp việc nhà cô cơ mà. Sao tự nhiên lại thay lòng đổi dạ thích cô được nhỉ? Bố tôi còn nói gì với cô nữa? Ôi nhiều lắm. Chẳng hạn như, 3 năm trước sau vụ hỏa hoạn lớn của nhà họ Hứa, cô đã ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Bác ấy còn nói, cảm thấy cô rất lạ. Nghi ngờ cô không phải con gái nhà họ Hứa. Kết quả, cô lại qua được giám định Nga. Cô làm gì đấy? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ khiến bố mẹ tôi vui thì có thể làm được gì. Tôi mới là con gái ruột của họ. Có chuyện gì, họ sẽ chọn tôi thôi. Có chuyện ư? Tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Dạng dạng. Con làm sao thế? Nói cho bố biết có chuyện gì đi. Là cô ta. Cô ta đẩy con xuống cầu thang. Cô ta muốn giết con. Cháu không đẩy cô ta. Tử Minh. Em đau quá. Là tự cô ta. Tôi thật sự không ngờ. Diễn xuất của Hứa tiểu thư lại thần sầu đến thế. Tô Mộng Khê. Tôi mà lại lấy tính mạng của mình ra để đùa ư. Cô đẩy tôi xuống cầu thang còn chưa đủ, còn định hãm hại tôi nữa. Tô Mộng Khê. Nếu dạng dạng có làm sao, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Mau lên, khẩn trương, gọi xe cấp cứu ngay đi. Đưa dạng dạng đến bệnh viện. Bố phải làm chủ cho con nhé. Vừa nãy Tô Mộng Khê nói muốn giết con. Cô ta không giết được con sẽ không chịu thôi đâu. Bố đừng giữ cô ta ở lại đây. Tôi không cho phép. Kẻ làm con gái tôi bị thương ở lại đây. Cô cút cho tôi, bác trai. Cháu không làm, không ai muốn nghe cô nói đâu. Tự cô đã làm gì? Trong lòng cô biết rõ. Anh cũng nghĩ tôi muốn giết cô ta à? Tôi đã ký tên vào đơn ly hôn. Dù ông nội có đồng ý hay không, tôi đều sẽ ly hôn với cô. Không có vấn đề gì lớn, chú ý nghỉ ngơi là được. Cô đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Nếu không tôi sẽ tống cô vào tù. Được. Mộng Khê, đừng trách tôi hôm nay khiến cô phải chịu tổn thương. Tôi sẽ bắt Hứa Hân Di trả lại gấp bội. Phu nhân, cô đừng đau lòng nữa. Có lẽ sếp Vinh cũng có nỗi khổ tâm của anh ấy. Cô cho anh ấy chút thời gian đi. Tôi không đau lòng. Tôi vui lắm. Cuối cùng tôi cũng được ly hôn.
vui quá. Phu nhân, ở đây có vài căn nhà và số tiền chục tỷ tệ. Sếp bảo tôi cầm đi. Tôi không cần tiền của anh ta. Đi thong thả, không tiễn. Còn việc gì nữa à? Sao anh lại tới đây? Còn việc gì nữa à? Sao anh lại tới đây? Mấy ngày nay anh nhắn tin cho em nhưng em không trả lời. Anh lo lắng cho em nên tới thăm. Sao em lại bị thương thế? Lúc đẩy Hứa Hân Di xuống cầu thang, không cẩn thận đập vào đâu đó. Em đừa đùa nữa. Hộp thuốc ở đâu? Anh thoa thuốc cho em. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Vẫn còn đau vậy cơ mà. Sao lại là vết thương nhỏ? Vết sức thế này nếu không xử lý đàng hoàng, sợ là sẽ để lại sẹo đấy. Sẹo kiểu này chắc dễ hồi phục thôi nhỉ? Có những vết sẹo dù đã hồi phục cũng vẫn sẽ để lại dấu vết, giống như một số nốt ruồi, dù xóa đi nó vẫn sẽ lên lại. Nốt ruồi. Cuối cùng mình cũng biết sao Hứa Hân Di lại đổi tính đổi nết nhanh như vậy, khác thường tới nỗi bố mẹ cũng nghĩ không phải con gái của mình, bởi vì cô ta thật sự không phải Hứa Dạng. Cho nên Hàn Phi là người giúp Châu Viên Viên phẫu thuật thẩm mỹ. Không sao, nhưng ngày mai là ngày đính hôn của Vinh Tử Minh và Hứa Hân Di. Tôi muốn tham gia. Coi như lần cuối cùng gặp nhau, sau ngày hôm nay, giữa chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chào anh, xin hãy xuất trình thiệp mời. Hai nhà Vinh, Hứa liên hôn đúng là rất rầm rộ, quý tộc giới thương mại đều sẽ tới tham gia, kiếm được thiệp mời không dễ đâu. Cảm ơn anh đã giúp tôi kiếm thiệp mời. Cảm ơn mọi người, tới tham gia lễ đính hôn của con gái và con rể tôi. Hôm nay, cũng là lần đầu hai đứa nó lộ diện. Mong mọi người gửi lời chúc phúc và cho một tràng pháo tay thật nhiệt liệt. Bị thương mà khỏi nhanh như thế, quả nhiên là giả vờ. Tôi và Tử Minh yêu nhau nhiều năm. Rất cảm ơn mọi người tới tham dự lễ đính hôn của chúng tôi. Vì tôi coi trọng việc phát triển cá nhân nên đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu 3 năm. Để Tử Minh phải buồn rất lâu. Tử Minh, em không ngờ anh vẫn luôn chờ em. Bây giờ, tôi sẽ không để anh ấy phải chờ nữa. Tôi sẽ luôn ở bên anh ấy. Người Vinh Tử Minh chờ là Hứa Dạng, không phải cô. Châu Viên Viên. Châu Viên Viên. Mộng Khê, cô nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết thế? Châu Viên Viên, tôi nói không sai chứ? Cô, thế này là sao? Sao cô ấy lại biết? Tôi cũng không biết. Nếu phu nhân vạch trần, vậy kế hoạch của anh sẽ sôi hỏng bỏng không mất. Tìm ra hồ sơ Hứa Hân Di nhập viện ở nước ngoài chưa? Rất kỳ lạ. Chỉ có ghi chép điều trị ở bệnh viện, không có ghi chép phẫu thuật thẩm mỹ, cần một thời gian nữa mới điều tra ra, chỉ có thể chờ tới sau khi anh đính hôn với Hứa tiểu thư thôi. Tôi không sốt ruột, chỉ lo Tô Mộng Khê thôi. Nghe tin anh sắp đính hôn, phu nhân buồn muốn chết. Bề ngoài Tô Mộng Khê là người rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực ra cô ấy rất bướng bỉnh, chắc cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Kế hoạch quan trọng, nhưng Mộng Khê, Mộng Khê, nếu cô có việc gì chúng ta về, tôi không tới để phá đám. Vinh Tử Minh, hai chúng ta là bạn bè. Dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị lừa được. Cô ta không phải Hứa Dạng mà anh luôn nhung nhớ. Cô ta là Châu Viên Viên. Cô ta mạo danh là giả đấy. Làm gì thế? Đây là ai? Điều cô ấy nói có phải thật không? Có khả năng đấy. Ông nhìn mặt Hứa Hân Di cứng đờ thế kia, không thẩm mỹ ai tin. Vậy Hứa tiểu thư đâu? Lẽ nào đã chết rồi? Đừng nói nữa. Đừng ai nói nữa. Anh còn đứng đấy làm gì? Đuổi cô ta ra ngoài đi. Đứng đấy làm gì? Ra ngoài nào? Ra ngoài. Chúng ta đi trước đi. Đừng kéo tôi. Đừng động vào cô ấy. Tử Minh. Tử Minh. Anh là chồng chưa cưới của em. Anh không được động vào cô ta. Sao cô hận Dạng Dạng nhà chúng tôi thế? Cô không chỉ hãm hại nó, còn vu oan cho nó nữa. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Không phải đâu bác trai. Đợi đã. Cô ấy đã nói rồi. Vậy để cô ấy nói hết đi, mẹ. Tôi muốn nghe xem, chuyện này là thế nào. Nếu cô nhóc này nói dối, tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu cô ấy nói thật. Thật. Không thể nào là thật được. Sao điều cô ta nói có thể là thật được, mẹ? Tô Mộng Khê, cô đừng nói nữa.
không được nói nữa. Nhà họ Hứa có một giúp việc tên Châu Viên Viên. Cô ta ghen tị với thiên kim Hứa Thị, từ nhỏ đã được sống cuộc sống quần là áo lụa. Cho nên cố ý phóng hỏa sát hại cô ấy, mạo danh thân phận của cô ấy, ra nước ngoài thẩm mỹ. Tôi nói không sai chứ? Mộng Khê, Mộng Khê, Tử Minh, anh định để em ở đây một mình ư? Cô ấy bị thương rồi. Sếp Vinh, Tô Mộng Khê, tôi xem cô có thể may mắn được mấy lần. Sẽ có ngày cô rơi vào tay tôi. Đừng chụp nữa. Đều là lỗi của anh. Anh phá hỏng buổi đính hôn của tôi. Là em nói cô ta muốn đến thì anh đưa cô ta đến, để cô ta thấy Vinh Tử Minh yêu em nhiều nào mà. Nhưng cô ta đã phá buổi lễ đính hôn của tôi. Cô ta khiến tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Còn nói với mọi người, tôi là Châu Viên Viên. Thế em muốn anh phải làm thế nào? Anh còn hỏi tôi ư? Anh vẫn luôn trông chừng cô ta cơ mà. Sao anh không biết cô ta đã khôi phục? Anh không phát hiện ra cô ta đã khôi phục trí nhớ? Anh là đồ vô dụng. Lúc nào cũng chỉ biết đánh với mắng. Cô coi tôi là chó của cô thật đấy hả? Cô bảo tôi giết Hứa Dạng, tôi đã làm. Cô muốn thay thế cô ta, tôi đã giúp cô làm. Nhưng cô nói cô làm những điều này là để hai chúng ta được ở bên nhau. Bây giờ cô lại muốn lấy Vinh Tử Minh đúng không? Cô nói đi, có phải cô muốn lấy Vinh Tử Minh không? Vinh Tử Minh là tỷ phú. Lấy anh ta, hai chúng ta sẽ có tiền tiêu không hết. Tôi không cần nhiều tiền như thế, tôi chỉ muốn được ở bên cô thôi. Hàn Phi, nhưng em muốn sống cuộc sống của người thượng lưu. Em muốn tất cả mọi người đều ngưỡng mộ em. Khi nào lấy được số tiền đó, hai ta sẽ cao chạy xa bay. Sếp Vinh, sau lễ đính hôn lần trước, rất nhiều tờ báo đã bắt đầu khai thác bí mật của vụ cháy 3 năm trước vì liên quan đến việc phóng hỏa và giết người. Nhà họ Hứa sợ to chuyện nên đã đưa ra phản hồi. Họ phản hồi thế nào? Họ nói, trước đây cô Tô từng làm ở nhà họ Hứa vì yêu thầm anh. Cô ấy đã nói dối để phá hoại lễ đính hôn của anh. Hơn nữa, tinh thần của cô Tô có vấn đề. Giờ trên mạng toàn thông tin của cô ấy, chuyện gì cũng bị đào lên, ai cũng xỉ vả. Vậy mẹ nuôi cô ấy có sao không? Thông tin của bà ấy cũng bị đưa lên, nhiều người định tới bệnh viện. Tôi sợ Tô nhiễm không xử lý được, nên đã cử mấy người âm thầm bảo vệ bà ấy. Hai ngày tới, hãy liên lạc với bác sĩ rồi đưa mẹ nuôi của Mộng Khê ra nước ngoài điều trị. Rời khỏi đây. Vâng. Đúng rồi, sếp Vinh, từ sau lễ đính hôn lần trước, anh không xuất hiện nữa. Bên nhà họ Hứa, mong anh cho họ một câu trả lời. Tôi biết rồi. Tử Minh, em dậy rồi à? Vinh Tử Minh, anh nghe em, Hứa Hân Di không phải Hứa Dạng của anh đừng đính hôn với cô ta, chuyện này để sau. Sức khỏe quan trọng, chuyện lớn như vậy, sao để sau được chứ? Có vẻ anh đã biết lâu rồi nhỉ? Ừ, đúng là anh biết nhiều hơn em, nhưng vẫn thiếu chứng cứ quan trọng, nên chưa thể đưa Hứa Hân Di ra trước công lý. Em cứ tưởng em đang muốn tốt cho anh. Không ngờ, lại thừa rồi. Anh không ngờ, em không trách anh đã ly hôn với em, còn nói ra sự việc. Vì sợ anh lo lắng, anh rất cảm động. Em cho anh biết tình hình, không phải vì em vẫn nghĩ đến anh, mà vì em muốn thấy anh đau khổ ra sao sau khi biết mình bị lừa, không thể bỏ lỡ cảnh tượng. Vinh đại thiếu gia cao quý bị sỉ nhục như thế. Bị sỉ nhục như thế. Tô Mộng Khê, em. Anh làm gì thế? Vậy em thấy rồi đấy. Anh không đau khổ. Anh không buồn. Vì anh biết cô ta không phải Hứa Dạng chứ sao? Không, đó là vì anh không thích cô ta. Anh chỉ thích em. Thank you.
Mãi đến ngày cái đèn rơi chúng em, anh mới biết em quan trọng với anh thế nào. Anh thừa nhận trước đây, anh từng coi em là người thay thế, nhưng sau này, anh đã yêu em. Ai biết anh nói thật hay đùa chứ? Cần anh chứng minh không? Anh có thể đưa em đi tái hôn ngay bây giờ, đi thôi. Ai thèm tái hôn với anh chứ? Vậy em muốn thế nào? Em muốn tiền à? Em cần bao nhiêu? Anh cũng cho em phải suy nghĩ đã. Chuyện lớn. Như cưới xin. Sao qua loa thế được? Ừ. Vậy em nghĩ đi. Vậy, anh định xử lý Hứa Hân Di thế nào? Chắc giờ cô ta đang gặp rắc rối lớn. Cần anh giúp. Bố đã xem camera về chuyện này. Là do Hàn Phi. Con bảo cậu ta làm à? Không. Không phải con. Anh ta tự làm. Cậu ta và Tô Mộng Khê không có thủ oán gì. Sao phải hại con bé chứ? Ngược lại, rốt cuộc đã có chuyện gì giữa con và con bé? Để bảo vệ con, bố mẹ mới buộc phải trả lời phóng viên theo ý con. Nhưng bố mẹ phải biết rõ chuyện này. Nếu không, con bé sẽ sống trong sự chửi rủa suốt đời mất. Mẹ. Mẹ thương hại cô ta à? Cô ta đã đẩy con ngã cầu thang, định hãm hại con. Còn định cướp Tử Minh ở lễ đính hôn của con. Giờ con hận cô ta thấu xương. Bất kể người khác đối xử với con thế nào, con cũng không nên làm thế. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy con thế nào? Nếu con cứ thế thì sao? Dù con thế nào, bố mẹ vẫn phải diễn kịch với con trước mặt truyền thông. Con là con gái ruột của bố mẹ. Bố mẹ nên bảo vệ con chứ. Đồ bất hiếu. Con cút ngay. Cút. Xin lỗi, bác trai, bác gái. Hai ngày nay, cháu có việc gấp phải xử lý nên không đến được. Em biết anh đã ở bên Tô Mộc Khê. Anh bỏ mặc em ở đây, anh xứng với em à? Cứu người quan trọng hơn, nên anh không nghĩ nhiều thế. Về Tô Mộc Khê, anh đã nói rõ với cô ta rồi. Người anh yêu là em, không phải cô ta. Anh còn cảnh cáo cô ta, đừng làm phiền em nữa. Anh thực sự nghĩ em tin người lắm à? Anh thực sự nghĩ em tin người lắm à? Nếu em không yên tâm, anh có thể đưa cô ta ra nước ngoài luôn. Làm thế, Mộng Khê sẽ được an toàn. Đi nước ngoài à? Không được, anh không được cho cô ta ra nước ngoài. Vậy em muốn thế nào? Ý em là... Giờ anh hãy kết hôn với em ngay. Rồi để em chuyển tới nhà anh. Ông nội anh không thích em. Ông ấy sẽ phản đối. Không sao. Em có thể nhờ bố mẹ em lo chuyện ông nội anh. Hai nhà có quan hệ tốt thế. Chắc ông nội anh sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, em sẽ chia cổ phần của nhà họ Hứa cho nhà họ Vinh. Chắc Vinh lão gia sẽ không từ chối chuyện tốt thế nhỉ. Chuyện của hai đứa, hai đứa tự giải quyết. Đừng mong bố mẹ hai đứa giúp được gì, bố. Khi đó, bố đã đồng ý với con. Nếu con và Tử Minh kết hôn, bố sẽ giao cả công ty cho con cơ mà. Đó là hồi trước. Trước đây, hai đứa đều là trẻ ngoan. Nhưng giờ, cả hai đã thành loại người gì rồi? Một người bốc đồng, nóng nảy. Một người đa tình, lăng nhăng. Còn tổn thương một cô gái tội nghiệp để mọi chuyện đúng ý mình. Hai đứa còn là người không hả? Hân Di, đừng làm khó hai bác. Anh sẽ nghĩ cách xử lý chuyện của ông nội. Em thấy thế được không? Tử Minh, anh cũng biết. Em không phải người gây sự vô cớ. Nếu hồi nãy, anh không quá đáng. Em cũng không thế đâu. Vậy vợ chưa cưới yêu dấu của anh, mau dọn đồ. Rồi tối nay về nhà với anh nhé. Vâng. Bác trai, bác gái, mai phải phiền hai bác tới công ty cháu. Cháu muốn nhờ hai bác xem qua một báo cáo ADN. Tử Minh, sau này em sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này rồi. Chồng. Anh về rồi à? Tử Minh, anh nghĩ gì thế? Không có gì. Nếu em thấy không ưng chỗ nào, cứ bảo anh sẽ gọi người thay. Em ưng hết. Để mai rồi nói mấy chuyện này. Hôm nay, em chỉ muốn tâm sự với anh thôi. Xem trí nhớ anh này. Tối nay, anh có cuộc họp video xuyên quốc gia. Cũng chịu thôi, bên đó đang là ban ngày. Anh đi nhé. Tử Minh. Em.
em nghỉ ngơi đi. Hanji không phải con gái chúng ta à? Chuyện gì thế này? Vậy con gái chúng tôi đâu, giờ? Dạng dạng đã qua đời rồi. Vậy nên, những lời mà cô gái kia nói trong lễ đính hôn đều là thật hả? Tôi đã thấy Hanji có vấn đề rồi. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Tôi muốn cô ta đền mạng cho con gái tôi. Tôi phải giết cô ta, bác. Bác cứ bình tĩnh. Giờ chưa thể rút dây động rừng. Khi điều tra Hứa Hanji, cháu phát hiện 2 năm qua, cô ta đang chuyển tài sản của nhà họ Hứa đi. Bác xem. Nhưng cháu chỉ tìm được một phần. Về dòng tiền nội bộ của nhà họ Hứa, phải nhờ bác điều tra thêm. Bảo sao? Khách hàng mà cô ta cung cấp cho tôi luôn có vấn đề. Hóa ra họ đang định chuyển tài sản của nhà họ Hứa đi. Bác trai, bác gái. Cháu cần 2 bác phối hợp để báo thủ cho Dạng Dạng. Ừ. Ồ, đẹp quá. Bản giới hạn toàn cầu chỉ có 1 chiếc. Tặng em, cái này đắt lắm nhỉ. Chỉ cần em thích, anh sẽ tặng hết cho em. Nào, để anh đeo cho em. Tử Minh, anh tốt quá. Nhưng em hơi lo, nhỡ Tô Mộc Khê lại đến tìm em thì sao? Cô ta không tới tìm em đâu, giờ cô ta đang trong bệnh viện. Trong bệnh viện à? Anh tìm bệnh viện cho cô ta hả? Đúng thế. Anh đưa cô ta đi bệnh viện. Giờ truyền thông đang tìm cô ta. Anh sợ cô ta nói bệnh, nên đã nhốt cô ta lại. Như thế cũng có lợi cho em mà. Thế này đi. Nếu em không yên tâm, 2 hôm nữa, anh sẽ đưa em đi gặp cô ta. Ừ. Ăn thôi. Anh Tử Minh, sau này em sẽ là người nhà của anh. Anh Tử Minh, ăn bánh ngọt phải vui vẻ nhé. Anh không cần. Em biết anh rất buồn, em cũng không biết làm thế nào để anh vui lên. Nhưng từ giờ, em sẽ là người nhà của anh. Em nói gì cơ? Nóng quá. Lửa, đừng đốt tôi. Bố, mẹ. Ổn rồi. Em gặp ác mộng thôi, có anh đây rồi, không sợ. Em mơ thấy một vụ cháy lớn, có sân nhà. Hình như có một cậu bé. Em nói em từng mất trí nhớ, đúng không? Nhưng em không nhớ gì cả. Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Nặng chết mất. Đúng là. Em làm gì thế? Mưu sát chồng à? Không phải tại em. Ai bảo anh ngủ không ngoan chứ? Sếp Vinh, trụ sở chính gọi điện, bảo anh. À, tôi chưa thấy gì. Sếp Vinh, anh cứ từ từ xin lỗi. Không như cậu nghĩ đâu. Sao mình? Cứ mơ thấy nhà họ Hứa nhỉ? Ở đó có câu trả lời về thân thế của mình à? Sao mình cứ cảm thấy đã gặp cảnh này trong mơ? Mộng Khê, cháu khỏe hơn chưa? Sao lại tới đây thế? Bác gái, cháu đến để con bé này, dù thế nào, cháu cũng từng làm ở đây. Bác thực sự rất nhớ cháu. Mau qua đây đi.
Tử Minh bảo mình rằng ông bà Hứa đã biết hết rồi, mấy hôm không gặp. Tóc bạc của bác Hứa cũng nhiều hơn. Mộng Khê, qua đây, lâu rồi không gặp, nào, mau qua đây, nào. Đây, em ăn đi. Anh, nghe máy đã nhé. Alo, sếp Vinh, phu nhân biến mất rồi, sao cơ? Giờ nào rồi mà cô ấy vẫn đi lung tung vậy, mau tìm đi. Vâng, sếp Vinh, nhưng người của Hứa Hân Di cũng đang tìm phu nhân, tôi sợ họ tìm được trước. Vậy cậu phải nhanh lên. Không tìm được thì đừng về gặp tôi. Vâng. Đúng là ăn hại. Alo, tìm được Tô Mộng Khê rồi. Tử Minh, bố mẹ em tìm em có việc, em đi nghe máy đã nhé. Alo, cô ta ở đâu? Cô ta đang ở nhà em. Cô ta ở nhà em làm gì? Không rõ. Nhưng bố mẹ em có vẻ rất nhiệt tình với cô ta. Việc này rất lạ. Dù sao Tô Mộng Khê là người làm hại con gái họ. Lẽ nào bố mẹ em đã cảnh giác được thân phận của Tô Mộng Khê? Hỏng rồi. Tử Minh, nhà em còn có chút việc. Hôm khác lại tới tìm anh cùng ăn. Được. Em đi đây. Chú ý an toàn. Xem ra, họ thật sự rất nhớ con gái. Quản gia, tới đây, nấu chút đồ ăn ngon, buổi tối ở lại ăn bữa cơm đi, vừa hay nói chuyện với hai bác. Vâng, bác gái, phu nhân. Bà xem thực đơn này này, cho cô bé ăn ngon chút, vừa muốn nói chuyện, đợi bác xem có món gì ngon chút lại nói chuyện. Vâng. Bố, mẹ, năm mới vui vẻ. Cảm ơn con gái. Mộng Khê, sao thế? Mẹ, cháu gọi bác là gì? Cháu. Tô Mộng Khê, ai cho cô tới nhà tôi? Cô hại tôi không được, cô còn muốn hại bố mẹ tôi sao? Con làm gì thế? Không được đánh con bé, ở nhà không phải chỗ cho con hống hách, con còn quậy nữa thử xem, bố. Mẹ. Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Trong nhà không được xuất hiện ảnh trước đây. Con không muốn nhìn thấy bản thân trước đây. Vì sao bố mẹ không nghe lời con? Tô Mộng Khê, cô hết lần này tới lần khác, muốn phá hỏng chuyện của tôi, giờ cô còn muốn hủy hoại bố mẹ tôi. Tôi giết cô. Bác gái không sao chứ, đau. Bố cảnh cáo con, nếu con còn hại người, bố mặc kệ con có phải con gái bố không, bố nhất định đưa con vào tù. Cũng may, không bị thương. Sao thế, Tử Minh? Sao anh tới đây? Anh thấy sắc mặt em không tốt, nên qua đây. Mặt sao thế? Là cô ta. Cô ta vào nhà em. Cô ta nói em không biết liêm sỉ quyến rũ anh. Còn nói em bày kế hãm hại cô ta, nên em tức giận nói cô ta mấy câu. Cô ta đã ra tay đánh em, buồn cười thật đấy. Vừa rồi là ai giơ nanh múa vuốt giống như bọ chét. Tô Mộng Khê, tôi đã cảnh cáo cô. Nếu cô còn động vào Hứa Hân Di, tôi sẽ, anh sẽ thế nào? Tôi nói anh biết, hiện giờ bác trai, bác gái thích tôi lắm. Anh khỏi uy hiếp tôi, cô. Đó là bố mẹ tôi, không phải của cô. Tử Minh, cô ta quá đáng quá, cô ta. Hôm nay, tôi cho cô biết, động vào người phụ nữ của tôi sẽ có kết cục gì? Động vào người phụ nữ của tôi sẽ có kết cục gì? Hân Di, em yên tâm, hôm nay, cô ta khiến em rơi mấy giọt lệ, anh khiến cô ta mất từng ấy miếng thịt. Đồ phụ nữ điên, qua đây cho tôi, buông tôi ra. Cô giỏi lắm à? Cho cô hống hách. Anh. Tử Minh. Trông Vinh Tử Minh giống như muốn giết cô ta. Xem ra cô ta đã chọc giận anh ta. Cho dù Tử Minh có tình cảm với Tô Mộng Khê, cũng không bằng mấy câu nói của em. Tô Mộng Khê, giờ chắc cô đã biết ai mới là người quan trọng nhất trong lòng Tử Minh.
Bên Vinh Tử Minh không còn vấn đề gì nữa, nhưng bố mẹ cô ta đã biết Tô Mộng Khê là ai chưa? Chắc là vẫn chưa. Nhưng như vậy lại càng lạ. Vì sao hai người họ ghét em như vậy? Giờ em hận không thể giết hai ông bà già đó. Không tới bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng động thủ. An ủi trước đã. Dù sao trong lòng họ, em mới là con gái ruột của họ. Em phải để ý bọn họ. Không thể để Tô Mộng Khê tiếp cận nữa. Chỉ cần Tô Mộng Khê không chọc gậy bánh xe, mọi việc đều sẽ thuận lợi. Đúng, nếu không có Tô Mộng Khê, cuộc sống của em sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu giờ đã tìm được Tô Mộng Khê, anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Yên tâm đi. Đau, đau. Ai bảo anh hung dữ với em? Hung dữ với em này, hung dữ với em có biết Hứa Hân Di vẫn luôn tìm em không? Nếu em có chuyện gì, anh phải làm sao? Em thì hay rồi, tự mình tìm đến. Qua bên đó chút. Vừa rồi anh ở trước mặt cô ta sao không quan tâm em thế này? Không phải, cô ta khiến em rơi mấy giọt lệ. Anh khiến cô ta mất từng ấy miếng thịt. Em hống hách quá nhỉ? Xem anh xử lý em thế nào. Anh buông ra, buông ra. Đau, đau, đau. Anh muốn ở đây. Thử xem. Giờ thì ai xử ai đây? Cũng là sai khi điều tra anh mới phát hiện, Hứa Hân Di này không đơn giản. Anh nói với em cái này vào lúc này. Cô ta và Hàn Phi vốn là thanh mai trúc mã, cũng đã chuẩn bị kết hôn. Nhưng vì Hàn Phi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, dẫn tới chết người, nợ một khoản tiền lớn, Hứa Hân Di mới bắt đầu giúp anh ta trả nợ. Nếu nghe như vậy, Hứa Hân Di rất yêu anh ta. Không chỉ vậy. Chỉ có điều, cô ta biết làm sao lợi dụng điểm trọng tình trọng nghĩa của Hàn Phi, khiến Hàn Phi cảm thấy mắc nợ cô ta, Hàn Phi mới bắt đầu giúp cô ta làm nhiều việc như vậy. Viên Viên, hồi nhỏ em vì cứu anh, để lại vết sẹo trên mặt. Lúc đó anh đã thề anh phải chịu trách nhiệm với em, đợi anh trả hết nợ. Chúng ta kết hôn đi. Khoản nợ lớn vậy, không trả hết được đâu. Hay là, em giúp anh nhé. Nhà họ Hứa nhiều tiền như vậy để hết lại cho Hứa Dạng, nếu em biến thành Hứa Dạng, tiền của nhà họ Hứa đều sẽ là của em rồi. Em giải quyết Hứa Dạng. Anh phẫu thuật thẩm mỹ cho em. Em đang nói gì thế? Em điên rồi à? Anh Hàn Phi, lẽ nào anh nhẫn tâm để theo anh mang nợ cả đời sao? Em muốn đám cưới xa hoa nhất thế giới. Anh yêu em như vậy, anh sẽ cho em, phải không? Vậy Hàn Phi này cũng là người đáng thương bị lợi dụng. Anh nói xem, nếu Hàn Phi biết sự thật về chuyện này, có bao che cho Hứa Hân Di nữa không? Có lẽ Hứa Hân Di không để anh ta biết sự thật này. Anh tin, chuyện cuối cùng khi Hứa Hân Di rời xa nhà họ Vinh là giết Hàn Phi. Người biết toàn bộ bí mật của cô ta, vậy chúng ta nói sự thật cho Hàn Phi thì sao? Em muốn làm gì? Việc này rất nguy hiểm. Có anh bảo vệ em mà. Nhưng em muốn nhanh giải quyết xong chuyện này, không muốn sống trong nguy hiểm nữa. Được, anh bảo vệ em. Mình vẫn muốn làm rõ thân thế của bản thân. Alo, Hân Di, hai hôm nay anh phải đi công tác, về sẽ mua quà cho em. Vâng, em đợi anh về. Đây là cơ hội tốt để loại bỏ Tô Mộng Khê. Hàn Phi, lâu rồi không gặp. Em khỏe không? Có phải em có hiểu nhầm gì với anh không? Chuyện lần trước không phải anh làm, anh có thể giải thích. Vớ vẩn gì thế? Tôi hỏi anh, vì sao sau khi tôi bị thương, đến giờ anh không liên lạc với tôi? Thế mà trước đó nói thích tôi. Xảy ra chuyện, chạy nhanh hơn ai hết. Giờ tôi hiểu rồi, Hàn Phi, trong lòng anh không hề có tôi. Không phải như vậy, anh có gọi cho em, nhưng không ai nghe. Anh không tìm được em, nếu anh thật sự muốn tìm tôi, cũng sẽ tìm được nhỉ? Anh sai rồi, anh sai rồi. Vậy làm sao em mới tha thứ cho anh?
Vậy, phải xem biểu hiện của anh. Anh phải bù đắp cho tôi. Được thôi, em muốn gì? Thoải mái quẹt thẻ. Buổi tối tới nhà anh nấu cho em. Được thôi. Đây là nhẫn anh chuẩn bị cho em. Đừng giận nữa. Được không? Hôm nay chúng ta mua nhiều đồ như vậy, tốn nhiều như thế. Anh còn chuẩn bị nhẫn đắt tiền thế này cho A Còng. Bác sĩ thẩm mỹ các anh, kiếm được nhiều tiền lắm hả? Cũng không phải. Trong nhà có vài sản nghiệp, bản thân anh cũng có chút tích góp. Quan trọng nhất là em thích. Anh đều có thể mua cho em. Trong mắt anh Hàn Phi, có phải em là kiểu con gái rất yêu tiền? Gái đẹp đương nhiên cần chăm sóc bằng tiền. Nhưng thực ra, em chỉ thích tiền sạch. Nói thì nói vậy, nhưng lúc một người đàn ông không có gì, người phụ nữ bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ rời đi. Nhưng em cảm thấy không phải vậy. Anh nhìn bác Hứa xem, lúc trẻ, làm ăn thất bại, nợ một khoản tiền. Bác gái vẫn không rời không bỏ ở bên bác ấy. Anh hiểu nhà họ Hứa như vậy, những chuyện này, chắc anh rất rõ nhỉ. Anh Hàn Phi, chỗ nào không khỏe sao? Anh Hàn Phi, người đàn ông chưa từng được yêu. Trong mắt, trong tim chỉ có Hứa Hân Di. Cô ta không đáng để anh yêu đâu. Chẳng trách Tử Minh không thể tìm được hồ sơ thẩm mỹ của Hứa Hân Di, thì ra ca phẫu thuật thực hiện ở đây. Không được, phải chụp lại chỗ chứng cứ này, bắt bọn họ chịu trách nhiệm pháp luật. Thì ra cô đã biết mọi việc. Anh, tôi có chuẩn bị. Nếu đã như vậy, con dao này là hung khí cô tự chuẩn bị cho mình. Anh đừng qua đây. Tôi. Hàn Phi, anh nghe tôi nói, mọi người đều đã biết thân phận của Hứa Hân Di, giờ anh có giết tôi cũng vô dụng. Mọi người. Đúng, tất cả mọi người. Anh dừng lại đi đã. Các anh tưởng các anh làm kín kẽ lắm hả? Nhưng thực ra đã lộ từ lâu rồi. Anh đừng cùng cô ta phát điên nữa, giờ dừng lại vẫn còn kịp. Cô lừa tôi, nếu mọi người đều biết thân phận của cô ấy, sao Vinh Tử Minh còn cưới cô ấy? Chắc chắn là cô. Chắc chắn là cô giở trò, tôi giết cô. Hân Di sẽ không còn trở ngại, buông ra. Tiếp theo phải làm sao? Đợi em. Em muốn tận mắt nhìn thấy cô ta bị hành hạ cho tới chết. Mộng Khê. Con đi đâu đấy? Bố. Con đi tìm Tử Minh. Chả phải nó đi công tác rồi sao? Con. Chắc con đi tìm Hàn Phi nhỉ? Hàn Phi có quan hệ gì với con? Hai đứa đang âm mưu chuyện gì? Rốt cuộc lão già này đã biết được chuyện gì? Hay ông ta đang lừa mình? Bố đang nói gì vậy? Sao con chả hiểu gì? Mấy năm qua, Hàn Phi vẫn luôn phối hợp với mày sang tên tài sản của công ty. Tao đang giữ bằng chứng trong tay, mày còn dám chối cãi? Gai rồi, xem ra không giấu nổi nữa rồi. Bố còn biết gì nữa? Lão Hứa, nó đã làm thế với bố mẹ đẻ rồi. Ông còn quản nó làm gì, nó thích đi đâu cứ kệ nó. Tử Minh gọi điện tới bảo chúng ta đừng kích động Hứa Hân Di. Con có nỗi khổ gì thì cứ nói ra. Bố, mẹ, thật ra con bị Hàn Phi ép buộc. Ai bảo anh bắt nạt cô ấy? Được rồi Tử Minh,
Em không sao. Nếu đã bị các người bắt được, muốn chém muốn giết tùy các người. Chúng tôi không muốn làm hại anh. Chúng tôi chỉ muốn anh thấy rõ bộ mặt thật của Hứa Hân Di thôi. Đúng là cô ấy đã làm sai rất nhiều việc, nhưng cô ấy nói làm thế cũng chỉ vì cuộc sống sau này của chúng tôi, vì vậy bất kể cô ấy có tôi làm cũng gì. Sẽ giúp cô ấy. Yêu anh. Xét về ngoại hình tôi không hề kém anh, tôi còn giàu hơn anh lấy đâu ra tự tin vậy? Em thấy người tự luyến là anh ấy. Thật sự yêu một người, sao có thể bị những thứ phù du này mê hoặc được? Giống em đây này, dù ngày nào đó anh có bị phá sản, bị hủy dung thật, em vẫn sẽ mặc kệ tất cả mà chọn anh. Thật không? Ý em là Hứa Hân Di không yêu Hàn Phi, cũng không yêu anh, cô ta chỉ chọn tiền thôi. Vậy ý của em là yêu tiền của anh đều là giả vờ sao? Hàn Phi, tôi nói anh nghe, Hứa Hân Di, bây giờ cô ta làm con gái của nhà họ Hứa cũng đủ vinh hoa phú quý rồi, cô ta hoàn toàn có thể ở bên anh. Nhưng sao cô ta vẫn không ở bên anh mà muốn kết hôn với anh ấy, anh còn không hiểu sao? Cô ấy không phải loại người cô nói. Cô ấy rất yêu tôi. Nếu biết bây giờ tôi đang bị các người bắt, cô ấy sẽ cứu tôi bằng mọi giá. Hết cứu rồi. Hân Di, em tới rồi sao? Hàn Phi. Tên xúc sinh này, anh lại dám giết người. Anh lại dám giết người. Sao Vinh Tử Minh lại ở đây? Mộng Khê. Cô không bị thương chứ? May mà không sao, không tôi sẽ áy náy chết mất. Hân Di, em đang nói gì vậy? Chả phải em nói. Đều tại anh. Anh ép tôi cho anh tiền, nếu không anh sẽ giết chết bố mẹ tôi. Anh là ác ma. Sao cô biết hắn làm hại Mộng Khê? Bởi vì hắn sợ nếu em mà không gả được vào nhà họ Vinh, thì sẽ không thể cúng tiền cho anh ta được nữa. Vì vậy anh ta mới bảo em giết chết chướng ngại là Mộng Khê. Hứa Hân Di. Em đang nói gì vậy? Gia đình của tôi hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không phải vì anh, tôi cũng không làm bố mẹ đau lòng. Càng không để Tử Minh hiểu lầm tôi. Anh là ác ma. Hay cho câu qua cầu rút ván. Không ngờ cô lại là loại người như thế. Châu Viên Viên. Châu Viên Viên. Anh hận tôi như thế cũng vì Châu Viên Viên phải không? Tôi đã nói với anh. Vì cứu tôi cô ta đã bị ngọn lửa thiêu chết rồi. Vì vậy bây giờ anh đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Muốn trả thù tôi. Muốn hại tôi, muốn hủy hoại cuộc đời tôi. Xem như cô tàn nhẫn. Là tôi mù. Nhìn nhầm người. Đúng là một gương mặt rất biết diễn. Đừng diễn nữa. Cô nhìn đi. Đây là gì? Không, đây không phải tôi. Là hắn. Là hắn làm giả. Vậy kết quả xét nghiệm ADN là thật chứ hả? Bố. Bố lại âm thầm điều tra con. Bố lại nghi ngờ con không phải con đẻ của bố. Được rồi, đừng diễn nữa. Thì ra các người đã biết rồi. Thì ra các người đã biết lâu rồi. Tôi đã bảo mà, sao hôm nay lại ở đây? Anh và Tô Mộng Khê đang diễn kịch với tôi. Đôi mèo mả gà đồng này, từ vụ hỏa hoạn 3 năm trước. Cô đã bắt đầu lừa mọi người. Cô giết người phóng hỏa. Thay xà đổi cột, người đáng chết là cô. Con ơi! Mẹ hỏi con. Dạng dạng của mẹ. Là con giết phải không? Con đã giết chết nó thế nào? Là tôi giết đấy. Tôi đánh gãy chân cô ta trước. Sau đó rạch nát mặt cô ta. Phóng hỏa. Từng chút thiêu chết cô ta. Châu Viên Viên, tôi coi cô như bạn thân. Sao cô lại làm thế với tôi? Bởi vì cô xinh đẹp. Ngày nào nhìn thấy gương mặt này, tôi cũng nghĩ, sao tôi không phải cô? Dựa vào đâu mà cô có gia thế tốt như thế, có một người bạn trai tốt như vậy? Còn tôi lại chỉ là con của một bảo mẫu nghèo. Làm việc cho cô. Tôi muốn hủy hoại cô. Tôi muốn hủy hoại cô. Cô đúng là một kẻ điên. Tôi muốn cướp hết mọi thứ của cô. Đừng nói nữa. Hứa Dạng bị tôi thiêu chết đấy. Tóc của cô ta, xương cốt đều bị thiêu cháy. Cái mùi đó. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ. Đừng nói nữa Châu Viên Viên.
Đừng đụng vào cô ấy. Đừng lại đây. Giờ chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Thêm một vali tiền. Để tôi đi. Được. Em nhớ ra rồi. Em nhớ hết lại rồi. Tử Minh. Mẹ ơi. Bố ơi. Con. Con là Dạng Dạng. Cháu nói gì cơ? Em là Hứa Dạng sao? Nực cười. Sao cô lại là Hứa Dạng được? Cô cũng muốn giống tôi. Thay xà đổi cột sao? Em thật sự là Dạng Dạng. Con. Bố mẹ con rất yêu thương con. Từ nhỏ họ đã dạy con phải lương thiện, lễ phép. Còn có Tử Minh. Anh từng nói, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn ở bên em. Em sẽ luôn là Dạng Dạng của anh. Em là Dạng Dạng của anh thật sao? Cô ta không phải, đừng động vào cô ấy, cô ta không phải. Hứa Dạng đã chết rồi. Tôi không cho phép Hứa Dạng sống lại. Tôi không thể để cô ta quay trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Cô thả con gái tôi ra. Cô thả nó ra, tài sản của nhà họ Hứa. Tôi sẽ cho cô hết. Tôi sẽ cho cô hết, muộn rồi. Hôm nay, tôi muốn đưa cô ta rời đi. Hứa Hân Di, cô lại dám phản bội tôi. Hứa Hân Di, cô lại dám phản bội tôi. Mộng Khê, tôi yêu cô như thế. Tôi đã trả giá tất cả vì cô. Tôi hỏi cô chưa từng yêu tôi phải không? Sao tôi lại yêu một kẻ ăn mày đáng thương như anh được? Tôi giết chết cô. Tôi không muốn chết chung với anh. Tránh ra. Lão Hứa, lão Hứa, lão Hứa, không sao chứ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng trước đây bệnh nhân từng bị tổn thương ký ức. Vì vậy sau khi tỉnh lại, ký ức có hoàn chỉnh không cũng không chắc chắn. Có thể sẽ lại mất đi ký ức, cũng có nghĩa rất có khả năng cô ấy sẽ không nhớ được gì sao. Phải. Mộng Khê. Dạng Dạng. Anh không biết nên gọi em thế nào mới được. Hai đoạn ký ức. Hai đoạn hồi ức. Anh cũng không biết sau khi tỉnh lại em sẽ nhớ cái nào. Cũng có thể. Em sẽ chẳng nhớ gì hết. Nhưng cũng không sao. Bất kể thế nào. Anh cũng yêu em. Nhưng. Em có thể đừng quên anh không? Chúng ta bên nhau có nhiều hồi ức quý giá như thế. Đã nói sẽ luôn nhớ về chúng rồi. Hàn Phi đã chết rồi. Hứa Hân Di cũng đã bị bắt về quy án. Tuần trước bố mẹ em cũng tới thăm hỏi ông anh rồi. Họ bàn chuyện chúng ta tái hôn. Xin lỗi em vì lần trước đã không thể cho em một đám cưới. Nhưng lần này, nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Mộng Khê, em tỉnh rồi sao? Mộng Khê. Dạng Dạng. Ê ẩm quá. Ê ẩm quá. Anh là ai? Em không nhớ anh nữa sao? Vậy em có nhớ mình là ai không? Em. Lương Diệp Phi. Em tên Hứa Dạng. Năm nay 25 tuổi. Là vợ anh. Chúng ta quen nhau 20 năm. Kết hôn 3 năm. Thật không? Không phải chứ. Mắt nhìn của em tệ vậy sao? Không thể nào. Cảnh sát. Chức năng não của bệnh nhân bình thường. Trí lực cũng không bị thương, vì vậy cậu không cần lo. Vậy sao cô ấy lại nói mắt nhìn của mình kém? Không phải vấn đề IQ, liệu có phải là vấn đề nhận thức không? Thẩm mỹ và sở thích đều sẽ thay đổi dựa trên ký ức. Các biện pháp y học hiện nay không thể can dự được. Dạng Dạng, con tỉnh rồi sao? Con gái ngoan, mẹ, bố. Em nhận ra bố mẹ em, lại không nhận ra anh sao? Họ giống em như thế. Chắc hẳn là bố mẹ em rồi. Tất nhiên rồi. Dạng Dạng, trước đó bố mẹ nghe chuyện con từng bị mất trí nhớ. Tuy có lo, nhưng ngẫm lại ba người nhà mình có thể đoàn tụ. Đây cũng là một chuyện may mắn. Chỉ cần con vui vẻ, mạnh khỏe, tất cả đều tốt. Không đúng.
gì mà ba người nhà mình, không phải bốn người sao, còn có con nữa mà. Mẹ ơi, mẹ con ơi. Yêu bố mẹ. Con cũng yêu mọi người. Con bé này. Đáng ghét. Làm em đau rồi đấy. Anh có biết chăm bệnh nhân không? Có học quy định không vậy? Tô Mộng Khê, anh là chồng em, không phải bảo mẫu của em. Em nói rồi, anh phải gọi em là Lưu Diệc Phi. Bỏ đi. Đầu em có vấn đề, anh không so đo với em. Đi đi. Gọt cho em quả táo. Đi đi. Mẹ ơi, con gái ngoan. Bác gái. Em không muốn ăn táo nữa. Anh đi mua nho cho em đi. Em. Được. Dạng dạng, con nói con xem. Rõ ràng nhớ hết mọi chuyện, sao lại hành tử minh như thế? Ai bảo trước đây anh ấy làm vậy với con phải trả thù chứ. Dữ quá. Em giỏi lắm. Anh biết là em giả bộ mà. Bị anh tóm được rồi. Anh nghe em nói đã, Vinh Tử Minh. Em là, mẹ, cứu con với. Vinh Tử Minh, em là bệnh nhân đấy. Không được động vào em, lừa ai đấy. Em chỉ muốn sai bảo anh thì có. Vinh Tử Minh, anh còn thế này, em không tái hôn với anh nữa đâu, em dám. Giờ đi chụp ảnh cưới cho anh. Bỏ em ra. Bỏ em ra, tên khốn này.